Các bạn đang nghe truyện ta tại quỷ dị thế giới cẩn thận tu tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 597, Cửa Thân thể Trần Lâm trầm xuống, rơi vào một chỗ hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là xương trắng, tản ra khí tức âm trầm. Trung quanh tất cả đều là xương trắng nồng đậm, thấy không rõ tình huống cụ thể, ngay cả thần thức đều không thể dò ra bao xa, chỉ có thể mông lung trông thấy, giống như có rất nhiều cửa. Lúc này, từng đạo quang mang sáng lên. Rất nhiều tu sĩ xuất hiện, hạ xuống cũng giống như hắn quan sát mọi nơi. Trần Lâm nhìn một vòng, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ là những nơi ánh mắt nhìn tới, số lượng bóng người đã vượt qua 36, cái này không giống với tin tức hắn dò xét được. Hắn nhíu mày, nếu như một mình Vân Hải thượng nhân nói, hắn còn có thể cho rằng đối phương đang nói dối, nhưng mà sau đó từ trong miệng những tu sĩ cấp thấp kia lấy được tin tức, cũng là mỗi lần số người lên thuyền chỉ có 36 vậy không phải là tin tức có sai sót mà là tình huống lần này đã xảy ra biến hóa ồ lần này sao lại có nhiều người như vậy một thanh âm khàn khàn vang lên mang theo nghi hoặc nồng đậm tiếp theo đám người xôn xao tự hồ cũng phát hiện cái dị thường này nhưng những người này cũng không thương nghị nghiên cứu mà là không chút dừng lại tản ra bốn phía hướng phương vị khác nhau bay vút mà đi thoạt nhìn vô cùng cấp bách trần lâm nhìn một chút cũng không phát hiện thân ảnh của vân hải thượng nhân ngược lại nhìn thấy cổ huyền nhưng hắn không để ý đến tùy tiện tìm một phương hướng tiến vào trong sương mù dựa theo tin tức hắn nhận được sau khi thánh thuyền bạch cốt này xuất phát thời gian di chuyển trên đường ước chừng là hai canh giờ nếu như không thể đạt được lệnh phù đi thuyền trong hai canh giờ này sau khi đến giờ sẽ bị truyền tống ra ngoài hơn nửa nơi này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp lúc nào cũng có thể gặp phải âm linh công kích không có bất kỳ địa phương an toàn nào cho nên nghĩ đến trốn ở một chỗ mãi cho đến kết thúc cũng không thể làm hơn nữa ngoại trừ nguy hiểm đến từ trên thuyền còn có giữa các tu sĩ nơi này còn không có trật tự hơn so với bên ngoài giết người đoạt bảo là chuyện quá bình thường thậm chí có một số tu sĩ đi vào căn bản không phải vì tìm lệnh phù đi thuyền chính là vì săn giết tu sĩ thu hoạch bảo vật cho nên đám người vân hải thượng nhân mới muốn kết minh Vù, Trần Lâm cẩn thận đi về phía trước, bỗng nhiên một đạo bạch quang đánh thẳng tới hắn. Hắn há miệng, lôi đình kiếm hóa thành một đạo kiếm quang lao ra, đánh chính xác vào trên bạch quang, phát ra một tiếng đinh. Bạch quang dừng một chút, lại là một cái đầu lâu, sắc mặt Trần Lâm hơi đổi. Lôi đình kiếm của hắn trải qua nhiều năm ân cần săn sóc như vậy, tuy rằng không thể so sánh với Linh Bảo, nhưng cũng không phải là chuyện đùa, ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng không có khả năng tiếp được một kích này, không nghĩ tới thế mà chỉ khiến cho đầu lâu này ngừng lại một chút, bộ dáng không có chút tổn thương nào. Đây là lôi đình chi lực ẩn chứa trong lôi đình kiếm, khắc chế âm linh chi vật, nếu không chỉ sợ làm cho đối phương dừng lại cũng không làm được. Nếu như nơi đây đều là loại quái vật cường độ cao này, tu sĩ dưới nguyên anh căn bản không có đường sống tiến vào. Khô lâu bị công kích ngăn trở, trong hai hốc mắt lập tức lập lòe ánh sáng màu đỏ, khí tức càng thêm âm trầm, lóe lên một cái, lại lần nữa nhào tới. Trần Lâm duỗi ngón tay ra, ngân quang thoáng hiện. Đồng thời tử linh hoàng xuất hiện trước người, hóa thành một màn sáng màu tím. Huyền vũ thuẫn vỡ vụn, diễn giáp ngụy linh bảo cũng hỏng, chỉ có thể dùng bảo vật này để phòng ngừa. Nhưng tử linh hoàng cũng không có dùng tới. Ngân quang đánh trúng mục tiêu, khô lâu lập tức dừng lại, đồng thời không ngừng rung rẩy. sau đó hồng quang trong tổ yến chậm rãi ảm đạm xuống, ba ba, một tiếng rơi trên mặt đất. Ánh mắt trần lâm sáng lên, xem ra diệt hồn chỉ đối với đầu lâu này rất là tương khắc, so với hiệu quả khắc chế âm hồn bình thường còn tốt hơn. Bởi vì nguyên nhân đẳng cấp linh hồn, thủ đoạn mạnh nhất trước mắt của hắn, chính là diệt hồn chỉ, lần này còn chỉ là dùng lực lượng ngân hồn, một tia lực lượng kim hồn kia không nở dùng. Nhưng mà diệt hồn chỉ chỉ có hiệu quả rõ rệt đối với sinh vật loại hồn thể, đối với thân thể có chứa máu thịt thì kém hơn một chút, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể đánh chết lão thái bà một mắt kia, nhưng lại kiên kỵ đối với tu sĩ hóa thần bình thường, cho nên không thể chủ quan. Dù sao nơi đây ngoại trừ âm linh quỷ vật còn có tu sĩ cấp cao. Nhìn thoáng qua khô lâu, Trần Lâm điều khiển lôi đình kiếm công kích nó một chút, xác định không có gì thường mới đưa tay bắt lấy. Sau khi cẩn thận xem xét một phen, lại phát hiện chỉ là một cái đầu lâu bình thường mà thôi, bên trong cũng không có hồn tinh gì, cũng không biết là dựa vào cái gì để duy trì hoạt động bất quá cái đầu lâu này ngược lại là rất cứng rắn bị lôi đình kiếm công kích cũng chỉ là xuất hiện một ít vết rách cũng không có hoàn toàn vỡ vụn lội đi hai lần hắn liền ném nó xuống đất quét mắt một cái đi tới một cái cửa mông lung đến gần trần lâm mới phát hiện phía trước là một loạt kiến trúc chỉnh thể đều là xương trắng chia làm vô số gian phòng bởi vì màu sắc kiến trúc giống như sương mù dày đặc cho nên thấy không rõ lắm chỉ có một cánh cửa là màu đen tương đối dễ thấy. Cánh cửa thứ nhất đã được mở ra, không biết là trước đó mở ra hay là vừa mới có người đi vào. Trần Lâm đi tới trước cửa, tiếp phát linh mục thần thông vào bên trong quan sát. Sau đó liền nhìn thấy một thân thể tu sĩ nằm rạp trên mặt đất, đầu đã biến mất. Hắn ta lui về phía sau mấy bước. Tu sĩ này hắn đã từng nhìn thấy, lúc tiến vào nơi đây, đối phương ở ngay bên cạnh hắn, tu vi ở Kim Đan hậu kỳ, bởi vì mặt pháp bào ô vuông cho nên hắn đặc biệt lưu ý một chút không ngờ nhanh như vậy đã chết rồi trần lâm không có đi vào gian phòng mà lựa chọn trực tiếp rời đi tiếp tục xem xét những cửa khác đi một hồi hắn phát hiện nơi này thật ra là một hành lang cỡ lớn chẳng những một bên có cửa một bên khác cũng giống như vậy chẳng qua hành lang rất rộng lại bị sương trắng bao phủ cho nên ở phía xa không có phát hiện đứng lại ngay lúc trần lâm thăm dò ba bóng người từ đối diện bay vút tới hắn dò xét thoáng một phát tu vi ba người, lập tức lên tiếng gọi bọn hắn lại. Nhưng ba người cũng không để ý tới, mà tiếp tục điên cuồng bay lượn. sau đó hắn nhìn thấy một quái vật toàn thân mọc ra lông trắng đuổi theo phía sau. Chít chít, bạch mau quái đột nhiên phát ra tiếng kêu cổ quái, sau đó chỉ thấy ba tu sĩ đồng thời rung lên, ngã nhào xuống đất. Lúc này quái vật trông thấy Trần Lâm, lập tức chuyển dời mục tiêu, cánh tay nhô ra, năm ngón tay như móc câu chụp xuống đầu hắn, Trần Lâm biến sắc, thân hình nhanh chóng lùi lại, đồng thời điểm ra một chỉ, quái vật này công kích phát ra khí tức, vậy mà cực kỳ tương tự với độc nhãn lão thái bà kia, cho nên trực tiếp vận dụng diệt hồn chỉ. Ngân quan hiện lên, quái lông trắng như bị định trụ tại chỗ, thân thể không ngừng run rẩy, tiếp theo khí tức cấp tốc quể quải, ngã trên mặt đất. Ánh mắt trần lâm lóe lên. Đúng như hắn nghĩ, diệt hồn chỉ đối với quái vật ở nơi này đều rất khắc chế, vừa rồi đầu lâu, còn có quái vật lông trắng này, đều là một kích tức diệt, không hề có sức chống cự nếu là như vậy, hắn ngược lại là thật sự nên thử tìm kiếm một chút lệnh phù đi thuyền. Nhưng vận rủi phản vệ thanh kiếm sắc bén này treo ở đỉnh đầu, luôn khiến hắn không có điểm yếu, vẫn là quyết định làm việc ổn thỏa nhất, cố gắng không làm ra bất kỳ hành động khác người nào. Lôi đình kiếm lóe lên, thân thể quái lông trắng bị chém làm hai. Cũng không có tinh thể yêu đan gì, thậm chí ngay cả máu thịt cũng không có, ngoại trừ lông trắng thật dài, cũng chỉ có một đống xương cốt. Trần Lâm điều khiển phi kiếm kéo mấy lần, vẫy tay một cái, thu bàn tay quái vật tới. Sau đó liền mặc lộ dị sắc. Móng vuốt trên bàn tay quái vật này, có chút tương tự với cái của Độc Nhãn lão thái bà, chỉ có điều ngắn hơn một chút, cũng không có năng lượng cường đại như gốc cây ẩn chứa kia. Hắn nghĩ nghĩ, từ trên bàn tay bẻ xuống một cây, lấy ra một cái hộp ngọc đóng lại, thử thu vào túi trữ vật. Rất dễ dàng thu vào. Trần Lâm nhíu mày, xem ra vẫn có khác biệt suy tư một chút hắn thu hồi cốt chưởng nhìn về phía ba người ngã trên mặt đất không cần giả vờ nữa đứng lên đi ba người là hai nam một nữ đều là tu sĩ kim đan sau khi bị gọi là giả chết thì chậm rãi bò dậy từ mặt đất một nam tử trong đó tự hồ muốn đào tẩu nhưng thân hình động hai cái rốt cục vẫn thành thành thật thật đứng tại chỗ bái kiến tiền bối đa tạ ân cứu mạng của tiền bối vượt quá dự kiến của trần lâm ra mặt lại là nữ tu kia thân thể đối phương đẩy đà, mặt mày xinh đẹp, ngược lại có vài phần tư sắc, nhất là giờ phút này thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ, lại thêm một bộ dạng khiếp đảm, rất có thể dẫn phát lòng người triều mến. Rõ ràng cho dù cố ý làm như vậy, Trần Lâm cũng không có vạch trần đối phương, tu sĩ cấp thấp đối mặt tu sĩ cấp cao, sử dụng thủ đoạn tự vệ gì cũng có thể lý giải. Ba người các ngươi từ bên kia tới, có thể nhìn thấy gì, thấy Trần Lâm hỏi thăm tình huống, thần sắc ba người cũng buông lỏng theo vẫn là nữ tu mở miệng trên mặt mang theo hoảng sợ nói hồi bẩm tiền bối cuối hành lang này là cầu thang hướng lên trên nhưng mà không đợi tới gần liền xuất hiện một con quái vật lông trắng liên tục giết mấy người ba người chúng ta bởi vì là ở phía sau cùng cho nên mới may mắn chạy trốn tới nơi này được tiền bối cứu có thể thấy rõ phía trên cầu thang kia là dạng gì có vật thủ vệ hay không trần lâm tiếp tục hỏi trước đó hắn không tìm hiểu được tin tức này nơi đây lại còn có cầu thang tồn tại vậy đã nói rõ không phải là một tầng ít nhất là hai tầng hoặc là nhiều tầng hơn không biết mức độ nguy hiểm là không liên quan đến số tầng hồi bẩm tiền bối bởi vì khoảng cách khá xa tầm mắt bị ngăn trở cho nên cũng không có nhìn quá rõ ràng chỉ nhìn thấy dường như có một pho tượng khổng lồ nữ tu lập tức trả lời sau đó len lén liếc qua thi thể quái vật lông trắng trên mặt đất lộ ra thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Nàng nhìn thấy rõ ràng, một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cùng các nàng đi đến cầu thang kia, bị bạch mau quái này mấy móng vuốt vỗ chết, tu sĩ Kim Đan còn lại trong chớp mắt đã bị diệt mấy người, không nghĩ tới một quái vật cường đại như vậy, lại bị vị trước mắt này nhẹ nhõm diệt sát. Chẳng lẽ vị này là một lão quái hóa thần, nhưng lập tức nàng phủ quyết trong lòng. Trong toàn bộ đạo vực, hóa thần lão quái chỉ có ba người, mặc dù nàng chưa từng gặp qua nhưng cũng đã nghe nói hình dáng tướng mạo của ba vị cường giả kia cùng vị trước mắt này không giống đang suy tư thanh âm trần lâm lần nữa vang lên nơi này nhiều phòng như vậy vì sao các ngươi không thăm dò nghe được vấn đề này trong mắt ba người đều lộ ra kinh nghi tự hồ cảm thấy trần lâm hỏi vấn đề này rất kỳ quái sau đó nữ tu mở miệng nói hồi bẩm tiền bối theo truyền thuyết trong những gian phòng này có bảo bối hay không thì không biết, nhưng phi thường tà dị, phàm là tu sĩ tiến vào trong đó đều sẽ biến thành quái vật, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lông mày Trần Lâm khẽ động, không khỏi nhớ tới thi thể không đầu ở gian phòng thứ nhất, còn có bộ xương khô công kích hắn kia. Chẳng lẽ quái vật đầu lâu kia chính là đầu của tu sĩ chết đi biến thành, may mắn không có mạo muội tiến vào gian phòng, xem ra hắn thu hoạch được tin tức vẫn là không toàn diện phải cẩn thận gấp bội một chút mới được. Ba người các ngươi còn biết tin tức gì nữa, nói cho ta biết, ta sẽ không thu thù lao cứu mạng các ngươi. Trần Lâm mở miệng nói. Hiện tại hắn đã không có ý định đi tìm bảo vật và lệnh phù gì nữa, chỉ muốn an an ổn ổn, ổn vượt qua hai canh giờ. Nhưng mà không đợi ba người nói chuyện, liền nghe thấy một trận tiếng vang ầm ầm, sau đó một cái bóng to lớn từ phương hướng cửa vào hiển hiện, hiện tản ra uy áp kinh khủng, một cái bóng to lớn xuất hiện ở lối vào hành lang trần lâm lập tức giật mình trong mông lung có thể thấy được là một quái vật khô lâu cao gần hai trượng trong hai hốc mắt tản ra huỳnh quang màu đỏ giống như hai ngọn đèn lắc lư qua lại trong sương trắng quái vật này phát ra khí tức rất giống độc nhãn quỷ bà kia nhưng lại mạnh hơn mấy lần khoảng cách xa như vậy cũng có loại cảm giác khiến thần hồn người ta cứng ngắc hắn đã như vậy ba tu sĩ kim đang khác càng không chịu nổi toàn thân run rẩy ngã trên mặt đất không thể động đậy trần lâm tiếp phát hồn lực khu trừ cảm giác khó chịu thân hình chậm rãi lui về phía sau ngưng thần đề phòng quái vật này quá cường đại coi như bị diệt hồn chỉ khắc chế hắn cũng khó có thể ngăn cản cho nên không dám động thủ trước có thể né tránh mà nói vẫn là tận lực né tránh mới tốt nhưng mà không như mong muốn đầu lâu to lớn của bộ xương khô kia quay hai vòng lập tức tỏa ra hai luồng ánh sáng đỏ khóa chặt lấy trần lâm hoàn toàn không để ý đến ba tu sĩ kim đan kia thân hình chúng vọt nhanh tới chỗ hắn Lúc này Trần Lâm mới nhìn thấy, trong tay khô lâu quái lại còn cầm một thanh cốt đao to lớn, cốt đao này chẳng những phát ra khí tức âm hàn, còn có một cổ khí tức hùng hồn như núi cao. Ánh đao cùng nhau, giống như là một ngọn núi lớn xương trắng, từ trên trời giáng xuống, dục thân và thần hồn trong nháy mắt trở nên trì trệ, có loại cảm giác ý chí bị đoạt. Sắc mặt Trần Lâm ngưng trọng, thúc dục nguyên thần thứ hai. Tử Linh Hoàng tuôn ra một mảnh ánh sáng tím, đồng thời đánh ra một đạo diệt hồn chỉ ẩn chứa kim hồn chi lực, sau đó không kịp nhìn hiệu quả, liền lùi nhanh về phía sau. Diệt hồn chỉ gần như thúng di, phát sau mà đến trước, rơi vào trên thân khô lâu quái vật. Một khối lệnh bài màu trắng bên hông quái vật tuôn ra một đoàn bạch quang, ngăn trở quan mang của diệt hồn chỉ, nhưng chỉ chặn được ngân quang, năng lượng màu vàng yếu ớt kia xuyên qua bạch quang, lại bị suy yếu một bộ phận, dung nhập vào trong thân thể khổng lồ của khô lâu quái. Lúc này cốt đao cực lớn cùng tử linh hoàng va chạm một chỗ, thu được ảnh hưởng của diệt hồn chỉ, Khí tức khô lâu quái dị lập tức yếu đi. Nhưng dù vậy, tử linh hoàng cũng bị một kích của cổ đao đánh bay, linh quang ảm đạm. Trần Lâm Tâm thần tương liên với linh bảo bị dư uy của đao quang đánh bay ra ngoài. Nhưng chút dư âm ấy đã không còn tổn thương lớn, kim thân tiểu thành dễ dàng hóa giải đao khí. Nhưng thật vừa vặn, thân thể bay lên, vừa vặn đụng vào một cánh cửa phía sau lưng, cửa đen bị phá mở, Trần Lâm rơi vào trong phòng. Lập tức một luồng khí tức quỷ dị bao phủ lấy hắn hắn liền cảm giác thân ở trong tà ác chi địa quy tắc cổ quái gia thân khiến cho thân thể cùng thần hồn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa trần lâm giật mình nhưng cũng không có quá mức bối rối loại tình huống này hắn có kinh nghiệm lập tức điều động hồn lực chống cự ngăn chặn trạng thái tiêu cực sau đó cảnh giác nhìn về phía cửa càng làm cho hắn lo lắng là khô lâu quái kia chặn hắn ở trong phòng vậy hắn thật là không chỗ có thể trốn Bất quá khô lâu quái kia cũng không có lập tức tới, chỉ là một mực đi dạo bên ngoài, tự hồ cũng bị kim hồn chi lực làm bị thương một chút, khí tức suy yếu không ít. Trần Lâm an tâm một chút, chăm chú nhìn ngoài cửa, tìm kiếm cơ hội đào thoát. Tốt nhất là trở lại bên kia, nơi đó hoàn cảnh trống trải, tu sĩ khác cũng nhiều, có lợi cho bỏ qua quái vật khủng bố này. Thật sự không được thì hướng cầu thang bên kia, tranh thủ chạy đến một tầng trên, có lẽ có thể xuất hiện biến hóa mới nhưng khiến cho trần lâm nhíu mày chính là khô lâu quái kia giống như là nhìn chằm chằm vào hắn mặc dù không có xông tới nhưng cũng không rời đi ở trước cửa nhìn chằm chằm khí tức cũng bắt đầu khôi phục từng chút một trần lâm tựa người vào vách tường quan sát hoàn cảnh trong phòng gian phòng rất lớn không có quá nhiều vật phẩm lộ ra rất trống rỗng ở một bên có một cái bàn làm từ bạch cốt bốn chân của cái bàn đều được điêu khắc từ xương cốt tráng kiện Bên cạnh còn có một cái ghế cũng được chế tác từ xương. Trên mặt bàn không có vật gì khác, chỉ có một vật thể hình xương cốt. Toàn bộ gian phòng đều bịt kín cửa, không có cửa sổ, cũng không có truyền tống trận và tế đàn, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể từ cửa rời đi. Trần Lâm dùng thần thức dò xét một chút, khí tức của cô lâu quái kia tự hồ đã khôi phục không sai biệt lắm, hắn không dám trì hoãn, lập tức lấy ra một lọ dưỡng hồn đang nuốt vào lại lấy ra một ít sinh hồn đan cũng ăn vào hai loại đan dược này cũng không phải chuyên môn dùng để khôi phục hồn lực nhưng mà số lượng đầy đủ vẫn có thể đem hồn lực bổ sung một ít tiếp theo hắn liền điều khiển hồn lực khu trừ năng lượng quỷ dị trong thân thể sau đó lấy cần câu ra thử một chút trên mặt lập tức vui vẻ trí tức kiểm giới không bị áp chế hắn dò xét tình huống một lần nữa sau đó lập tức tiến vào trong hiểm giới trong chớp mắt liền từ bên trong đi ra thân ảnh tiểu thảo đã xuất hiện ở bên người trần lâm lập tức nhẹ nhàng thở ra có tiểu thảo phối hợp đối phó khô lâu quái vật kia liền có thể nhẹ nhõm một chút chủ nhân người không có chuyện gì chứ cỏ non cảm ứng một chút tình huống trong phòng lập tức quan tâm hỏi thăm trần lâm lắc đầu nói đơn giản tình huống nơi này cho đối phương biết sau đó vẫy tay một cái thu lấy một đoạn xương cốt trên bàn kia muốn nhìn xem vật này có thể mở ra cửa ngầm hay không sau khi cầm vào tay lại phát hiện thật sự chỉ là một khúc xương nhưng bên trên mang theo một ít đường vân huyền ảo nhìn có chút bất phàm lộng túng một hồi cũng không có phát hiện chỗ dị thường vốn định thả lại chỗ cũ nhưng nghĩ nghĩ vẫn là thu vào đi đi ra ngoài mắt thấy khô lâu quái kia đang tới gần cửa ra vào vì phòng ngừa bị bắt rùa trong hũ cổ tay trần lâm rung lên đánh ra tử linh hoàng sau đó thân hình lóe lên liền xông ra khỏi phòng tử linh hoàng đón gió bành trướng chụp xuống đầu lâu khô lâu cự đại. Hốc mắt khô lâu quái lóe lên hồng mang, cốt đao dương lên, liền đem tử linh hoàng công kích bài trừ, trạng thái thập phần nhẹ nhõm. Nhưng lần này Trần Lâm cũng không phải chỉ có một người, sau đó tiểu thảo đi ra, một đạo kiếm quan lăng lệ chém thẳng xuống, một kiếm này trực tiếp vận dụng kiếm pháp tiên nhân, quy lực còn cường đại hơn tử linh hoàng, toàn bộ không gian đều bị kiếm ý bao phủ. Khô lâu quái tự hồ hoàn toàn không có tâm lý trốn tránh, chiến ý tung hoành, cốt đao chấn động phát ra thanh âm ong ong, đao ý hùng hồn nở rộ, cùng kiếm quan tương giao cùng một chỗ. Trần Lâm làm sao có thể để đối phương toàn lực ứng phó, trong lúc tiểu thảo động thủ, hắn liền kích phát kim hồn chi lực, âm thầm đánh ra một đạo diệt hồn chỉ. Quang mang lóe lên, năng lượng của diệt hồn chỉ trước một bước đánh vào trên thân thể khô lâu quái. Lệnh bài trên người đối phương bộc phát ra bạch quang, lại giống như lúc trước, chỉ phòng vệ được ngân hồn lực, kim hồn lực xuyên qua bạch quang đánh vào trong thân thể khô lâu quái. Ký tức của khô lâu quái nhất thời yếu đi, không thể ngăn cản một kiếm toàn lực này của tiểu thảo, cốt đao bị đẩy ra, kiếm quan chém về phía bản thể. Nhưng kiếm quan cũng yếu đi rất nhiều. Khô lâu quái cũng không bị thương tổn quá lớn, ngược lại vì bị đánh lén mà nó vô cùng nổi giận, cốt đao phát ra âm thanh ông ông. Lưỡi đao hiện lên một tầng sáng đỏ, thân đao vung lên, một đạo ánh sáng đỏ quét ngang tới Trần Lâm. Một kích này nhìn như thanh thế không bằng trước, nhưng lại làm cho Trần Lâm cảm nhận được tử vong Hàn Lâm. Hắn không dám chậm trễ, phun một ngụm tinh huyết lên trên tử linh hoàng, tử linh hoàng tỏa sáng hào quang, hình thành một màn sáng che trước người, nhưng dù sao không phải linh bảo phòng ngự chuyên dụng như Huyền Vũ Thuẫn, chỉ làm ánh sáng màu đỏ suy yếu một chút, không thể hoàn toàn ngăn trở. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ kịp nghiêng người, liền bị Hồng Mang đánh trúng. Trần Lâm lập tức phun ra một ngụm máu tươi, Thân thể bị chém ra một vết thương kinh khủng, hồng mang xuyên qua cơ thể, tiêu tán trong sương mù. Thân thể thì lung lay hai cái, ngã trên mặt đất. A, à, Tiểu Thảo trông thấy Trần Lâm bị thương nặng, không rõ sống chết, lập tức giống như điên, triệt để bộc phát. Mái tóc không gió mà bay, tỏa ra sát ý vô biên. Thân thể nhỏ xinh nở rộ ra năng lượng khổng lồ, mang theo một loại vận luật đặc biệt, bắt đầu vũ động. Theo nàng vũ động, khí tức trên người từng chút một quể oải, nhưng kiếm ý lại cực tốc kéo lên, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm. Một đạo quang mang không hiện ra, nhưng lại ẩn chứa năng lượng khủng bố của kiếm quang bộc phát, lóe lên liền rơi vào trên người khô lâu quái. Quái khô lâu cường đại lập tức cứng ngắc tại chỗ. Một vết nứt từ trên sọ não xuất hiện, sau đó từng chút một hướng xuống phía dưới, cuối cùng toàn bộ thân thể đều từ giữa vỡ ra, hóa thành một mảnh xương vụn rơi lả tả trên mặt đất ngã trên mặt đất Trần Lâm cũng bị một kiếm này làm cho kinh hãi quy lực này chỉ sợ đã vượt qua hóa thần, đạt đến trình độ luyện hư kỳ, nhưng mà hắn lập tức nhìn thấy, thân thể của cỏ non lắc lư hai cái, sau đó khí tức nhanh chóng khô héo, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Trong lòng hắn quýnh lên, lập tức dãy dụ bò đến bên cạnh đối phương, khẩn trương xem xét. Thấy chỉ là cạn kiệt quá độ, cũng không có dấu hiệu tử vong, mới hơi nhẹ nhàng thở ra, cất vào túi không gian, cổng ở trên người. Tiếp theo lấy ra nhiều loại đang dược chữa thương, một mạch nuốt xuống. Vừa chữa thương vừa cảnh giác đề phòng. Ước chừng gần nửa canh giờ sau, Trần Lâm rút cục thanh trừ năng lượng tàn phá bừa bãi trong cơ thể, dùng pháp lực giam cầm miệng vết thương, không cho máu tươi tiếp tục chảy ra ngoài, sau đó đứng lên. Trước tiên nhìn thoáng qua ba tu sĩ kim đan, phát hiện đã chết. Hắn lắc đầu, thu hồi túi trữ vật của ba người, một mồi lửa đốt thi thể thành tro bụi, miễn cho sau khi chết còn phải biến thành quái vật sau đó đi tới bên cạnh thi thể khô lâu quái nhìn một chút ngoại trừ cốt đao cực lớn ra chỉ là một đống xương cốt không có năng lượng gia trì chỉ là tương đối cứng rắn không có chỗ đặc thù khác hắn đem lực chú ý bỏ vào trên cốt đao quy năng vật này còn mạnh hơn tử linh hoàng ít nhất cũng là linh bảo phổ thông thậm chí cao hơn nhưng hắn lập tức phát hiện vật ấy căn bản không cách nào bị pháp lực kích phát không khỏi có chút thất vọng vừa rồi tử linh hoàng bị hư hao quy năng không cách nào phóng thích toàn bộ còn muốn dùng vật ấy bù đắp một chút không nghĩ tới lại không cách nào sử dụng nói như vậy thực lực của hắn sẽ bị suy yếu trên diện rộng hơn nữa bản thân bị thương tiểu thảo cũng mất đi sức chiến đấu hơn một canh giờ kế tiếp chỉ sợ không tốt lắm bỗng nhiên trần lâm sửng sốt một chút tiếp theo ánh mắt nhìn về phía cốt đao lộ ra vẻ không thể tin được sự vui mừng lẫn sợ hãi vật này lại có thể sử dụng hồn lực tiếp phát thanh cốt đao này lại là một thanh bảo vật do linh hồn thúc giục hơn nữa còn là cấp linh bảo khiến trần lâm có chút không dám tin tưởng nguyên nhân chủ yếu là hắn hiện tại ở vào giai đoạn vận rủi cắn trả không nên có loại chuyện tốt này phủ xuống mới đúng sợ cái gì tới cái đó cầu cái gì không chiếm được cái đó đây mới là phương thức mở ra chính xác của vận rủi cắn trả cho nên hắn có chút hoài nghi nhưng khi hắn thanh trừ lạc ấn nguyên bản trên cốt đao sau đó đánh lạc ấn linh hồn của mình lên trên, liền xác định hiệu quả không sai. Đúng là có thể dùng hồn lực thúc giục. Trần Lâm cầm chặt chui đao, tâm niệm vừa động, đại đao dài hơn một trượng liền thu nhỏ lại thành bộ dáng bình thường. Sau khi rót hồn lực vào, trên lưỡi đao thậm chí còn nở rộ ra huỳnh quang màu bạc nhạt, thứ này biểu hiện bên ngoài, lại còn cùng hồn lực hô ứng lẫn nhau. Vừa rồi lúc quái vật khô lâu kia toàn lực thúc giục, hiện ra là màu đỏ bây giờ hắn dùng lực lượng ngân hồn, hiển hiện ra là màu bạc. Bất quá kim hồn lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, hắn không tiếp tục thí nghiệm, mà kiểm tra thân đao một lần, liền cầm trong tay. Có cây đao này, thực lực của hắn tăng mạnh, dũng khí cũng tăng lên không ít. Phải biết rằng, trong tất cả lực lượng của hắn, hồn lực là mạnh nhất. Trước đây, vì thủ đoạn công kích chỉ nhắm vào sinh vật loại hồn thể nên dẫn tới chiến lực thiên môn nghiêm trọng, giống như độc nhãn lão thái bà cho dù là cấp hóa thần cũng có khả năng một trận chiến thậm chí giết chết nhưng đối mặt với tu sĩ bình thường cho dù tu sĩ cùng thời kỳ cũng không dám nói thắng dễ dàng hiện tại có thanh bảo đao có thể đem hồn lực chuyển hóa thành chiến lực công kích thực thể này lực công kích lập tức tăng vọt đợi đến khi chữa trị huyền vũ thuẫn tu sĩ hóa thần không dám nói nguyên anh hậu kỳ viên mãn cũng có thể đánh một trận có thu hoạch này trần lâm rất là cao hứng lập tức lại ở bên trong xương cốt khô lâu quái rơi lả tả lay một trận ngoại trừ thanh cốt đao này ra đối phương còn có một lệnh bài bạch cốt có thể ngăn cản công kích của diệt hồn chỉ cốt đao hắn đã có thể sử dụng vậy lệnh bài kia khẳng định cũng có thể dùng hồn lực thôi phát đáng tiếc sau khi trần lâm tìm được lệnh bài lại phát hiện nó đã vỡ vụn lệnh bài treo ở bên hông bị tiểu thảo kiếm khí tác động đến biến thành hai nửa một kiện chí bảo như vậy bị hủy khiến trần lâm rất tiếc nuối nhưng trong lòng ngược lại an tâm một chút nếu là chỗ tốt quá nhiều hắn thật muốn hoài nghi có phải vận rủi cắn trả lại xảy ra biến hóa muốn nghẹn đại chiêu gì hay không lại ăn hai viên đan dược trần lâm không tùy ý đi lại mà là tại chỗ tiếp tục nghỉ ngơi hắn trước tiên phải khôi phục hoàn toàn lực lượng kim hồn sau đó mới quyết định có đi thăm dò nơi khác hay không nghĩ nghĩ hắn không có ở lại trong hành lang mà là đẩy cửa một gian phòng ốc bên cạnh đi vào vừa mới xảy ra chiến đấu mãnh liệt như vậy trong hành lang bất kể tu sĩ hay là quái vật đều có thể bị dẫn tới ở lại nơi đó còn không bằng bảo hiểm ở trong phòng dù sao lực lượng quy tắc quỷ dị trong phòng đối với hắn cũng không có hiệu quả gì sau khi vào phòng hắn liền khép cửa lại xem xét tình huống bên trong sau đó hắn liền phát hiện bố cục gian phòng này cùng gian phòng trước kia giống nhau đều là một cái bàn xương cùng một cái ghế trên mặt bàn thì để một cây xương cốt trần lâm nhíu nhíu mày lúc nhìn thấy xương cốt ở trong gian phòng trước hắn còn không cảm thấy có cái gì nhưng nơi này còn có một cái vậy thì nhất định là có vấn đề hắn không dám tự mình tiến lên xem xét mà trước tiên lấy khúc xương kia ra đặt ở nơi xa tiếp theo lấy ra một khôi lỗi trúc cơ khống chế tiến lên cầm lấy khúc xương kiểm tra một phen xác định không có gì dị thường mới cầm trở về nhận lấy xương cốt nhìn xem cây này lớn hơn cây trước đó không ít, phía trên cũng có hoa văn huyền ảo, hơn nữa hai đầu đều có khớp xương, giống như là xương thú nào đó. Hắn đặt hai cái xương ở một chỗ, lộ ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Hắn đứng ở cửa ra vào, sờ cầm rồi thu hồi hai khúc xương lại. Tiếp theo lại dò xét bên ngoài một chút, thấy không có đồ vật gì tới, Trần Lâm nhanh chóng từ cửa phòng đi ra ngoài, lách mình chui vào gian phòng bên cạnh. Gian phòng này bài trí vẫn giống như trước, chỉ là xương trên bàn lớn hơn một chút hắn lần nữa điều khiển khôi lỗi cầm nó về lập tức có phát hiện xương cốt này cùng một mặt vừa mới đạt được kia có thể hoàn toàn phù hợp như thế sự tình liền rõ ràng mỗi gian phòng ở đây chắc là đều đặt một khúc xương chắc là tách ra từ một sinh vật nào đó vì sao nó bị tách ra đặt trong những gian phòng này hắn không thể đoán được nhưng nếu lấy được tất cả khúc xương thì có lẽ sẽ ghép lại khung xương hoàn chỉnh của sinh vật này trần lâm do dự với năng lực của hắn nhất định có thể lấy được tất cả xương cốt trong phòng nhưng không cách nào xác định sau khi lấy được sẽ phát sinh cái gì có lẽ là đạt thành một loại quy tắc yêu cầu nào đó đạt được ban thưởng bảo vật nào đó hoặc là đạt được lệnh phù đi thuyền nhưng cũng có thể là phục sinh một loại quái vật cường đại nào đó dẫn phát hậu quả tai nạn người xui xẻo đầu tiên chính là hắn suy tư một hồi trần lâm vẫn lựa chọn tiếp tục thăm dò gian phòng nếu như lo lắng sau khi tổ hợp quái vật phục sinh trước tiên có thể không lấy được tất cả xương cốt lưu lại một hai cái như vậy nếu thật sự liên quan đến lệnh phù đi thuyền cũng không đến mức đến lúc đó lúng cuốn tay chân hơn nữa bản thân khúc xương này chính là một loại bảo vật chỉ một khúc duy nhất cũng có thể dùng để luyện khí đem ra bán tuyệt đối có thể bán được giá tốt rất nhanh trần lâm đã thăm dò xong tất cả các gian phòng nhưng lại phát hiện lo lắng của hắn có chút dư thừa bởi vì có mấy căn phòng trống không xương cốt bên trong đã bị người nhanh chân đến trước cho dù hắn muốn gom góp tất cả xương cốt cũng không thể mặt khác hắn còn phát hiện gian phòng không có xương cũng không có loại năng lượng quỷ dị kia biến thành một phòng trống bình thường tình huống này khiến hắn rất kinh ngạc vội vàng trở lại gian phòng kiểm tra lần nữa phát hiện lực lượng quỷ dị cũng bắt đầu nhạt đi hắn bừng tỉnh đại ngộ thì ra năng lượng quỷ dị trong phòng cũng không phải đến từ bạch cốt thánh thuyền mà là đến từ những xương cốt này phát hiện này khiến hắn càng thêm trịnh trọng lấy tất cả xương cốt ra sau đó dùng hộp đặc chế đựng thú nhiễu hành để đựng loại hộp này có thể phong cấm lực lượng quy tắc chẳng những hữu dụng với thú nhiễu hành mà còn hữu dụng với các vật phẩm quy tắc khác cho nên hắn cất giữ rất nhiều sau khi xếp tất cả xương cốt vào dán phong cấm phù lên quả nhiên không cảm giác được năng lượng quỷ dị tản ra liền thu vào trong các túi trữ vật khác nhau lần này hắn mới hơi yên tâm một chút sau đó đi tới gian phòng đầu tiên trông thấy mở cửa kia khi thể không đầu trên mặt đất vẫn còn, Trần Lâm nhìn thoáng qua, thu hồi túi trữ vật, sau đó nhìn về phía bàn. Phía trên đặt một cái đầu lâu. Hắn nhìn thoáng qua, cũng không có chỗ nào đặc thù, liền dùng hộp đặc chế thu hồi. Như thế, tất cả gian phòng đều bị thu thập không còn. Trần Lâm suy tính một chút, từ khi lên thuyền đến bây giờ, đã qua hơn một canh giờ, không bao lâu thời gian liền có thể rời đi giờ phút này kim hồn lực đã triệt để khôi phục hắn quyết định xem xét chung quanh một chút nếu không có gì dị thường liền lưu lại nơi này lẳng lặng chờ đợi trước tiên dò xét chính là trong hành lang dựa theo lời nói của ba tu sĩ kim đan đã chết kia bên kia có một cầu thang hướng lên trên còn tựa hồ có một pho tượng xuyên qua hành lang lại là một thông đạo hẹp dài bên trong tất cả đều là sương mù cuồn cuộn dày đặc đi ra một khoảng cách trong mông lung thật sự nhìn thấy một bậc thang hướng lên trên. Hắn lại đi về phía trước một đoạn, sau đó thần sắc chính là biến đổi. Chỉ thấy bên cạnh cầu thang, đứng sừng sững một tượng đá hung thần ác sát to lớn, tản ra khí tức tà dị mà lại khủng bố, so với khô lâu quái kia cũng không kém bao nhiêu, càng làm cho hắn kinh nghi bất định chính là, tượng đá này, lại giống như đúc cảnh tượng trong địa lao trong khăn tay máu kia, sắc mặt trần lâm âm tình bất định. Chẳng lẽ nơi đây cùng huyền âm đại vương kia còn có liên quan gì hay sao, Nghĩ nghĩ, cảm thấy thật sự có khả năng. Chủ nhân của thuyền này tên là Bạch Cốt Thánh Quân, tu luyện tất nhiên là công pháp thuộc tính âm, mà Huyền Âm Đại Vương cũng giống như vậy, có lẽ chính là nhất mạch tương thừa. Hoặc dứt khoát Huyền Âm tự chính là đồ đệ của Bạch Cốt Thánh Quân. Bất quá đây cũng không phải là chuyện hắn cần quan tâm, Trần Lâm trầm ngâm một chút, không có tiếp tục tiến lên mà chậm rãi lui về phía sau. Bên này không có quái vật, hắn định lại xem xét một bên khác, nếu như cũng không có vậy thì tìm gian phòng trốn đạo thời gian kết thúc. Nhưng đúng lúc này, một trận tiếng vang ngột ngạt từ phía sau truyền đến, lập tức mấy đạo khí tức âm trầm kinh khủng xuất hiện, mà lại đang nhanh chóng tới gần, mỗi một cái đều không kém gì bộ dáng khô lâu quái kia. Trần Lâm thất kinh, không kịp nghĩ nhiều, lập tức phóng lên cầu thang, nhưng khi tới gần cầu thang khoảng ba trượng, tượng đá hung ác kia tựa như sống lại, đột nhiên tản mát ra khí tức khủng bố, hai con mắt điêu khắc bằng đá vậy mà chậm rãi chuyển động chăm chú nhìn vào trên thân trần lâm cánh tay tráng kiện cũng có dấu hiệu nhúc nhích trần lâm cảm giác thần hồn băng hàng vô cùng cùng thân thể sinh ra cắt đứt muốn từ thân thể rơi ra ngoài nhưng trần lâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng kích phát kiên hồn lực trạng thái lập tức khôi phục bình thường không đợi tượng đá xuất hiện biến hóa gì liền đánh ra một cái diệt hồn chỉ ban đầu ở địa lao huyền âm đại vương pho tượng kia bị diệt hồn chỉ của kim hồn chi khắc chế cái này hẳn là cũng giống như vậy quả nhiên diệt hồn chỉ chạm vào tượng đá tượng đá lập tức rung động một trận một luồng khói đen từ trên người tỏa ra mặc dù không biết có bị trực tiếp diệt sát hay không nhưng cũng không có tính công kích trần lâm thấy thế không chút do dự xông về phía trước liền từ cầu thang xông lên lúc này phía sau xuất hiện mấy con quái vật xương trắng đánh ra mấy đạo ánh sáng âm u nhưng đều cách thân ảnh Trần Lâm một chút xíu, tiêu tán vô hình trước cầu thang. Trong hai mắt quái vật lóe lên ánh sáng màu đỏ, vô cùng phẫn nộ, nhưng dường như bị hạn chế, cũng không tiếp tục đuổi theo cầu thang, mà quay người lùi về trong sương trắng. Cảm nhận được những công kích khủng bố sau lưng thiếu chút nữa đánh lên trên người hắn, tim Trần Lâm thốc lên cổ họng, tử linh hoàng lơ lửng trên đỉnh đầu, để thân thể được tử quan bao phủ, không để ý tình huống phía trước, một đường vọt tới cuối cầu thang. Phía trước là một màn sáng, Hắn không kịp cân nhắc quá nhiều, trực tiếp vọt tới, sau khi Trần Lâm đi xuyên qua màn sáng, chợt cảm thấy tầm mắt rộng rãi, xuất hiện ở một khu vực trống trải. Xung quanh cũng đều là sương mù nồng đậm. Thấy những quái vật kia cũng không có đuổi theo, thậm chí ngay cả cầu thang cùng màn sáng cũng biến mất không thấy gì nữa, trong lòng hắn cũng buông lỏng. Thì ra là Trần đạo hữu, không ngờ đạo hữu cũng có thể đi tới tầng này, không đợi kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên, Trần Lâm ghé mắt nhìn lại phát hiện ra lại là cổ huyền cách đó không xa trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn hắn ngoại trừ đối phương ra còn có mấy đạo thân ảnh ồ sao không nhìn thấy lệnh muội chẳng lẽ không được chọn sao giọng nói của cổ huyền lại vang lên sau đó nhìn về phía sau lưng trần lâm dường như đang tìm kiếm bóng dáng của tiểu thảo trong mắt trần lâm lóe lên lãnh ý không để ý đến đối phương bản thân đối phương chính là nguyên anh hậu kỳ không biết còn có đồng bạn hay không hơn nữa tình huống nơi này còn không biết rõ, coi như đạt được chí bảo cốt đao, cũng không thể tự đại. Nhưng nếu đối phương còn dám dây dưa không ngớt với cỏ non, vậy sau khi rời khỏi nơi này, hắn sẽ không khách khí. Thấy Trần Lâm không đếm xỉ đến câu hỏi của hắn, cổ huyền sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ, nhưng liếc qua phía trước xong cũng không có phát tác, chỉ là trong mắt lóe lên sát cơ rồi biến mất. Trần Lâm thấy thế nhíp lại gần bên cạnh, xem xét tình huống chung quanh sau đó hắn phát hiện mình đã đứng ở trên bông tàu chẳng qua nơi này cũng bị sương mù dày đặc bao phủ tầm mắt mơ hồ trong lúc nhất thời không nhìn ra mặt khác hắn còn phát hiện thần thức thế mà không cách nào ly thể do dự một chút trần lâm lặng lẽ kích phát một chút linh mục thần thông một sợi lại một sợi tơ thấy không có tình huống gì xuất hiện mới hoàn toàn kích phát thần thông hai mắt biến thành màu vàng nhàn nhạt Màn sương dày đặc trong tầm mắt hắn lập tức trở nên loãng hơn. Trần Lâm kinh ngạc phát hiện, chiếc thuyền lớn này thế mà còn đang đi trên mặt biển, bất quá tất cả đều bị một tầng vòng bảo hộ vô hình bao khỏa, đoán chừng từ bên ngoài là không nhìn thấy thuyền. Mặt khác, ở vị trí đầu thuyền, con chim xương kia vẫn còn, còn có cái trương kia, bảo thạch đỏ bên trong đang phát sáng lấp lánh. Mà hắn thì đứng ở vị trí đuôi thuyền. Phía trước tổng cộng có 7 người trong đó có hai người hạt giữa bầy gà. Một nam tử có dáng người cực kỳ cao lớn, trên người không mặc pháp bào, mà là trần trụi, trên người xăm lấy từng đường vân màu đen giống như xiền xích. Cho dù không có cách nào vận dụng thần thức, chỉ bằng vào cảm giác, cũng có thể cảm ứng được loại khí thế cường đại trên người đối phương. Một người khác, là nam tử uy nghiêm đầu đội mũ màu tím, trên người mặc áo choàng màu vàng, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn đầu thuyền, giống như một vương giả đi tuần tra ranh giới. Không thể nghi ngờ, hai người này hẳn là động chủ cự linh cùng tử quan hầu trong ba đại tu sĩ hóa thần nơi đây, vốn hẳn là còn có một độc nhãn quỷ bà, đáng tiếc đã hài cốt không còn, không cách nào tới đây. Năm người khác, căn cứ vào cảm giác để phán đoán, thuần một sắc tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn là một Nguyên Anh sơ kỳ, cho dù là sơ kỳ đỉnh phong, xuất hiện ở đây quả thật quá mức đáng chú ý chẳng trách cổ huyền kia rất là kinh ngạc. Gặp những người khác đều đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi, mặc dù không biết đang chờ cái gì, nhưng mà Trần Lâm cũng chỉ có thể an tĩnh núp ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, quan mang lóe lên, lại có một bóng người xuất hiện. Đây là một lão giả áo xám, đối với tình huống nơi này rõ ràng tương đối rõ ràng, sau khi đến không có bất kỳ cử động dư thừa nào, cũng không có kiểm tra xung quanh, chỉ đứng tại chỗ an tĩnh chờ đợi. Tiếp theo, lại có hai bóng người liên tục xuất hiện. Bộ dáng hai người này có chút chật vật, là một nam một nữ, toàn thân đều mang thương tích, nhất là nữ tử kia, một cánh tay cũng không còn một đoạn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoảng, thoạt nhìn cũng là từ trong nguy hiểm chạy ra. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, thiếu tay thiếu chân cũng không tính là gì, linh dược mọc lại tay đứt tuy rằng trân quý, nhưng cũng không phải là không có, hơn nữa không kiên kỵ, có thể ký ghép những người khác hoặc là tứ chi của yêu thú, không chừng còn có thể có được một ít năng lực kỳ quái. Khiến Trần Lâm kinh ngạc chính là khí tức trên thân hai người này rõ ràng không có đạt tới cảnh giới nguyên anh, hẳn là tu sĩ kim đan, nếu như leo lên tầng này đều cần phải trải qua thông đạo có tượng đá thủ vệ, tu sĩ kim đan có thể tới, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải kim hồn chi lực, ngay cả hắn cũng không dám đi đối mặt tượng đá kia nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ là hắn, những người còn lại rõ ràng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay cả hai hóa thần tu sĩ kia cũng nhìn thoáng qua. Nhưng ngay lập tức, thân tàu chấn động, lập tức ngừng lại. Không đợi Trần Lâm kịp phản ứng, một đạo hồng quang từ đầu thuyền bay vụt tới, sau đó lơ lửng trước mặt của gã. Chính là một viên hồng ngọc trong rương kia, cùng lúc đó, ánh mắt những người khác cũng đều tập trung ở trên người hắn, mang theo vẻ ghen ghét không chút nào che giấu. Trần Lâm không rõ là có ý gì, nhưng viên hồng bảo thạch này hẳn là bảo vật gì đó, hơn nữa cốt điểu ở đầu thuyền kia cũng đang nhìn chằm chằm hắn, nếu như không để ý tới thì sợ rằng không được, liền vươn tay nắm viên bảo thạch vào trong tay. Cũng không có tình huống dị thường gì xuất hiện. Sau khi cầm viên ngọc đỏ vào tay, cảm thấy lạnh lẽo, bên trong loáng thoáng tồn tại một loại năng lượng nào đó, cũng không rõ ràng. Trần Lâm nhìn cốt điểu cùng những người còn lại, thấy đều đang nhìn hắn, hắn cũng không biết nên làm như thế nào, liền thử cảm ứng một chút. Ai ngờ dị biến nảy sinh, pháp lực vận chuyển, trong hồng bảo thạch tản mát ra một loại năng lượng nhu hòa, cùng thiên phú bản nguyên của hắn sinh ra liên quan nào đó, sau đó thuận theo tiến vào trong thân thể. Hắn vừa ngạc nhiên muốn đi xem xét, liền cảm thấy Nguyên Anh trong cơ thể không bị khống chế dị động một chút, lập tức trên thân thể Nguyên Anh liền hiện ra một tầng hắc khí. Ngay sau đó, trấn ma hoàng trên đầu tự động kích phát, từng đợt Phật lực xuất hiện bao phủ thân thể. Trần Lâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sợ là làm ra động tĩnh như vậy, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý, không biết có thể rước lấy phiền toái hay không. Vui mừng là Nguyên Anh ý động rõ ràng là ma chủng kia gây nên, vật này vậy mà ẩn nấp ở trong Nguyên Anh của hắn, cái hồng bảo thạch này không biết là vật gì, năng lượng bên trong vậy mà có thể để cho ma chủng hiện thân, nhưng còn không đợi hắn cao hứng, một cổ nguy hiểm kinh khủng liền bao phủ trên người hắn chỉ thấy đầu cốt điểu kia đột nhiên chuyển động một chút, hai con. Mắt màu đỏ tươi chăm chú khóa chặt lấy hắn. Trần Lâm kinh hãi muốn chết, cốt điểu này vẫn không nhúc nhích, giờ phút này lại phản ứng như vậy, chỉ sợ là cảm ứng được khí tức ma chủng trên người hắn, nếu như đối phương muốn tiêu diệt ma chủng, hắn cũng phải gặp nạn theo. Mặc dù rất muốn thanh trừ ma chủng trên người, nhưng hắn lại không muốn đồng quy vô tận. Trần Lâm nắm chặt cốt đao trong tay, tiếp phát hồn lực hắn tự biết tuyệt đối không thể nào là đối thủ của cốt điểu kia, liền định thử phá vỡ vòng bảo hộ thân tàu, sau đó thoát đi. Nhưng hắn còn chưa kịp hoàn thành động tác, đã cảm giác được một cổ lực lượng vô hình giam cầm hắn, bất kể là pháp lực hay là thần hồn, cho dù là lực lượng kim hồn đều không thể vận dụng mảy may, mà chủng trong Nguyên Anh tự hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, lập tức bộc phát ra. Toàn bộ Nguyên Anh đều bị nhuộm thành màu đen, sau đó muốn thúc giục Nguyên Anh rời khỏi thân thể. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang từ trong mắt cốt điểu bắn ra, xuyên thấu qua thân thể Trần Lâm, trực tiếp đánh vào trên Nguyên Anh. Nguyên Anh lập tức cứng đờ, tiếp theo bắt đầu nhanh chóng mờ nhạt, phía trên ma khí không ngừng cuồn cuộn, tự hồ đang ra sức chống cự. Trần Lâm hoảng sợ nhìn một màn này, sinh ra tuyệt vọng. Nguyên Anh là căn bản của tu sĩ, là vật dẫn quan trọng hơn cả thân thể. Nếu như Nguyên Anh bị phá hủy, một thân tu vi của hắn đều hóa thành hư không không nói linh hồn nếu không thể kịp thời thoát ly chính là kết cục hồn phi phách tán nhưng hắn bị năng lượng vô hình giam cầm căn bản không có biện pháp gì chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên anh từng chút một bị tan rã mà tu sĩ chung quanh chẳng những không có người ra tay giúp đỡ ngược lại đều tránh xa xa sợ bị liên lụy nhìn ma chủng cùng cốt điểu trong cơ thể mình đấu pháp trần lâm suy nghĩ nhanh chóng hắn đã không còn ôm hy vọng lưu lại nguyên anh lúc này nguyên anh đã tổn hại nghiêm trọng không nói cho dù thật có thể giữ được cũng sẽ bị ma chủng chiếm cứ hơn nữa đối phương chẳng những sẽ chiếm cứ nguyên anh còn có thể thừa cơ chiếm cứ thân thể cùng thần hồn của hắn như vậy hắn sẽ bị ma hóa ngay cả cơ hội sống lại cũng không có bỗng nhiên thần sắc trần lâm khẽ động cỏ non vậy mà thức tỉnh ở đây cùng với thời điểm đồng thời dùng tâm thần liên hệ với hắn lập tức hắn liền hiểu ý của tiểu thảo thần sắc biến hóa có chút do dự thời gian từng chút trôi qua ma chủng rốt cục vẫn bị hồng quang của cốt điệu áp chế, ngay cả Nguyên Anh cùng ma chủng ma khí đều bị áp chế xuống. Nhưng ma chủng vẫn cứng chắc như cũ, bất kể hồng quang làm hao mòn thế nào cũng chỉ khiến nó không thể thoát ly thân thể, không thể tiêu diệt nó. Trần Lâm không khỏi trong lòng nặng nề, thì ma không hổ là tồn tại sánh vai cùng tiên thần, chỉ là một ma chủng mới bắt đầu hình thành, liền có thể cùng tồn tại cường đại như cốt điểu này chống lại, cốt điểu này với tư cách đạo vực chi linh của tu sĩ đại thừa, đoán chừng ít nhất cũng là tồn tại hợp đạo cảnh. Mà trước đó hắn còn vọng tưởng dựa vào năng lực của mình đi thanh trừ ma chủng, thật sự là ý nghĩ hảo huyền, cho dù kim thân đại thành, đoán chừng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trấn ma hoàng tồn tại, càng chỉ có thể che lấp khí tức ma chủng, tác dụng áp chế cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ tới đây trong lòng hắn hung ác, làm ra quyết định, phát ra chỉ lệnh cho tiểu thảo sau đó chỉ thấy một đạo kiếm quang từ trong túi không gian sau lưng Trần Lâm bộc phát ra, khí thế mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người chung quanh đều biến sắc, ngay cả cốt điểu cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Kiếm quang gây nên, không gian chấn động, sinh ra từng khe hở. Trần Lâm cũng bị kinh hãi không nhẹ, đến bây giờ mới cảm giác được, hắn vẫn luôn không hiểu rõ hạn mức cao nhất của thực lực tiểu thảo, mặc dù không biết uy thế của hợp đạo cảnh là kinh người bực nào, nhưng một kiếm này khẳng định vượt qua tồn tại luyện hư bình thường, hắn không kịp nghĩ nhiều, phát hiện năng lượng vô hình giam cầm buông lỏng, lập tức kích phát lực lượng pháp tướng, sau đó khống chế trấn ma hoàng gia tăng Phật lực phát ra, Phật lực hai bên hợp nhất, bao phủ về phía nguyên anh của mình. Bị Phật lực công kích, khí tức của ma chủng lập tức yếu đi một chút, năng lượng màu đỏ của cốt điểu đại thịnh, ma diệt một bộ phận nguyên anh và ma chủng trần lâm cũng không để ý tới nguyên anh bị tổn thương mà nhân cơ hội này dùng liệt hồn thuật phân thần hồn thành hai phần một nửa thu hồi thức hải một nửa mang theo nguyên anh từ trong thân thể xuất khiếu mà đi lúc này kiếm quan của tiểu thảo bao phủ thân thể trần lâm mang theo hắn phá vỡ màn hào quang trên thân thuyền trong nháy mắt biến mất trong hư không ba tháng sau trong mật thất dưới đất của một hòn đảo nhỏ vô danh trần lâm cẩn thận từng ly từng tí lấy một gốc tiểu thảo từ trong linh dịch ra tài bồi đến một hộp ngọc chứa linh nhưỡng, sau đó đổ vào trên vạn năm linh nhũ. Sau khi làm xong, hắn đặt hộp ngọc ở phía dưới một cái lỗ thủng, để ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua lỗ thủng rơi xuống. Sau đó kinh ngạc ngẩn người. Thật lâu sau, hắn chợt nhớ tới cái gì đó, lại lấy ra một kiện vật phẩm yểm giới, chính là tượng gỗ kia, bày ở bên cạnh hộp ngọc. Cảm thụ được khí tức yểm giới nhà nhạc, hắn nhẹ gật đầu, như vậy xác thực có thể mô phỏng hoàn cảnh sinh tồn của yểm giới. Cuối cùng, Trần Lâm thở dài một tiếng, chán nản ngồi trên mặt đất. Hắn nghĩ tới sau khi tiểu thảo vận dụng một kiếm kia sẽ tiêu hao nghiêm trọng, nhưng lại không ngờ, vậy mà trực tiếp biến trở về trạng thái một gốc cỏ non, càng làm cho lòng hắn như đau cắt chính là, sau khi biến về cỏ non, sinh cơ còn đang không ngừng héo rũ, dù cho bị ngâm mình ở trong linh dịch, lá cây trên đỉnh cũng bắt đầu ố vàng. Điều này làm cho Trần Lâm thập phần bối rối, tay chân lúng cuốn mấy ngày trước đây hắn theo thông lệ tuần tra hoàn cảnh xung quanh ngẫu nhiên gặp một ít tu sĩ đến săn yêu trên biển trao đổi đến một ít linh nhưỡng liền muốn thử nghiệm tài bồi một chút nhìn xem có thể có hiệu quả hay không nếu thật sự không được hắn cũng chỉ có thể đi yểm giới vạn hoa cốc một chuyến cỏ non ở đó hóa thành hình người hy vọng người phụ nữ mặc hoa phục kia có biện pháp nhưng mà phỏng chừng hy vọng không lớn nữ nữ không có lực chấn nhiếp nữ nhân kia dưới hạn chế của quy tắc kiểm giới đối phương không thể nào ra tay giúp đỡ cho dù nguyện ý ra tay giúp đỡ hắn cũng không trả nổi thù lao hơn nữa yểm tệ trên người hắn đã không đủ trăm mai không cách nào thanh toán trừng phạt ngửi mùi hương thất bại sau khi đi chỉ có thể sử dụng cường vận thuật tiến hành thả câu thả câu thành công thì sống tiếp tục tiếp nhận vận rủi phản vệ nếu như thất bại hắn và tiểu thảo sẽ cùng tử vong thậm chí bị xóa đi thần trí biến thành hoa cỏ trong hẻm núi. Trần Lâm lại thở dài một tiếng, lắc đầu không suy nghĩ nhiều, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Biến cố lần này, chẳng những khiến cho tiểu thảo từ người biến trở về cỏ, cũng làm cho chính hắn bị thương nghiêm trọng. Nguyên Anh đã hoàn toàn biến mất, đương nhiên cũng không có khả năng duy trì tu vi Nguyên Anh được nữa. Đến Kim Đan còn không giữ được đã bị đánh rớt thẳng xuống chút cơ kỳ. Trừ cái đó ra, linh hồn cũng bị phân liệt ra ngoài một nửa bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng có thể nói hành động lần này trực tiếp khiến cho hắn khổ tu hơn trăm năm hóa thành vô hình nhưng so với tiểu thảo hắn cái này không coi vào đâu tu vi tuy rằng rơi xuống nhưng kinh nghiệm cùng tâm cảnh vẫn còn muốn một lần nữa tu trở về chỉ là vấn đề thời gian linh hồn bản nguyên thì càng không cần lo lắng loại tổn thương mức độ này đối với người khác là bệnh nan y nhưng đối với hắn mà nói lại rất đơn giản, sinh hồn đang chứa đựng trên người cũng đủ để khôi phục bình thường, cũng chỉ là hao phí một ít thời gian, mà hắn lại bởi vậy thoát khỏi ma chủng dây dưa, đi trừ một tâm bệnh lớn. Chỉ có điều những ngày kế tiếp phải cẩn thận một chút, hiện tại tu vi thấp, hồn lực cũng bị suy yếu trên diện rộng, nếu gặp phải tu sĩ cùng yêu thú cường đại, bất cứ lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ. Kiểm tra xong, Trần Lâm lấy ra đan dược nút xuống, vừa tu luyện vừa suy tư. Căn cứ vào tin tức mà hắn biết được, không gian đạo vực này rất lớn, một nửa là lục địa, bình thường là hải dương. Bởi vì trong hải dương có rất nhiều yêu thú, lại không có linh mạch quá tốt, phần lớn tu sĩ đều sinh tồn trên đất bằng, chỉ khi nào sắp đến thời điểm bạch cốt thánh thuyền xuất hiện mới có một ít tu sĩ muốn lên thuyền đến trên hòn đảo này chờ đợi. Lúc này thánh thuyền vừa mới xuất hiện, tu sĩ trên biển lát đác không có mấy, vận rủi trắng trả cũng đã qua, hắn liền quyết định ở lại nơi này, không đổi vị trí nữa. Đảo mắt đã 3 tháng trôi qua. Mỗi sáng sớm, Trần Lâm đều kiểm tra tình huống của Tiểu Thảo, quán chú linh nhũ, điều tiết cường độ yểm khí, sau đó để đối phương ở lỗ thủng phía dưới tắm rửa ánh mặt trời. Một ngày lại một ngày. Rốt cuộc công phu không phụ lòng người, thời điểm Trần Lâm kiểm tra một lần, phát hiện Tiểu Thảo nguyên bản khô héo bộ phận lại bắt đầu khôi phục, lập tức để cho hắn kinh hỉ. Vì vậy càng thêm tỉ mỉ theo thời gian trôi qua lá cây của tiểu thảo càng ngày càng sinh cơ bừng bừng thậm chí lòng tin có khí tức kiếm ý xuất hiện ngoài ra tu vi tiến cảnh cũng tiến triển cực nhanh trùng tu không phải lần đầu tiên tu luyện dễ dàng hơn rất nhiều chẳng những bình cảnh không còn tồn tại cũng không cần lãng phí thời gian tìm hiểu công pháp quá trình cần phải chú ý địa phương lại càng rõ ràng nước chảy thành sông tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt ngay cả linh hồn bổn nguyên cũng khôi phục rất nhanh đoán chừng so với thời gian mong muốn ít hơn rất nhiều có thể hoàn toàn khôi phục nhưng cũng có một tin dữ đó chính là sau khi vận rủi cắn trả kết thúc không lâu trần lâm muốn đi cực vận hồ câu lấy một cái bảo trương nhìn xem có thể thu hoạch được bảo vật để cỏ non phục hồi như cũ hay không nhưng không ngờ hồ cực vận lại bị phong bế rừng cây nhỏ còn có thể đi ra ngoài nhưng cả hồ nước đều bị một tầng hào quang bao phủ không thể tới gần càng không thể thả câu. Ở biên giới rừng cây, lập tức có một tấm bảng trên đó viết mấy chữ to, bởi vì hồ nước tu sữa, tạm dừng thả câu. Trần Lâm có cảm giác, đây chính là viết cho hắn xem, đoán chừng là hắn là người dựa vào khí vận chi lực gian lận thả câu xuất hiện, làm cho đối phương tổn thất nặng nề, nhưng mà nữ nữ tồn tại, đối phương lại không dám đối với hắn làm cái gì cho nên dứt khoát đem hồ nước đóng lại điều này khiến hắn không biết nên nói cái gì cho phải một cái hồ lớn như vậy thật sự thiếu chút đồ mà hắn thả câu ra sao nhưng mặc kệ như thế nào nếu đã đóng lại hắn cũng không có cách nào để kim thì mở ra chỉ có thể buồn bực rời đi nhưng cứ như vậy vật khí vận lại không có con đường thu hoạch hơn nữa cho dù hắn rời khỏi không gian này cũng sẽ có xác suất lớn xuất hiện ở tinh nam giới muốn trở lại tinh bắc giới đi tìm thiên vận tông không biết phải chờ bao nhiêu năm trần lâm phiền muộn không thôi vật khí vận thật sự là quá ít, hết lần này tới lần khác lại là vật phẩm hắn phải có, nếu không thiên phú năng lực sẽ bị hạn chế nghiêm trọng. Nhưng tạm thời nhu cầu của hắn đối với vật chứa khí vận cũng không quá lớn, bởi vì sau khi sử dụng khí vận cầu, hạn mức chứa đựng khí vận của hắn đã tăng lên không ít, chỉ cần khí vận của bản thân là có thể thỏa mãn nhu cầu sử dụng hàng ngày. Cho nên hắn cũng liền chậm rãi đem tâm tình bình phục lại, không còn xoắn xuýt. Mặt khác hắn cũng không tin, kim thiềm kia có thể một mực niêm phong đổ vận hồ lại, sớm muộn gì cũng phải bắt đầu lại từ đầu chỉ cần thời khắc chú ý là được những ngày tiếp theo hắn tiến vào một cuộc khổ tu đơn điệu ngoại trừ thỉnh thoảng đi ra dò xét cảnh vật xung quanh một chút trần lâm đều ở trong mật thất tu luyện rảnh rỗi thì nghiên cứu một ít vật phẩm không biết rõ ràng trên người trong đó chủ yếu chính là chiếc nhẫn tiên nhân kia vật này là khí cụ trữ vật không thể nghi ngờ nếu có thể mở ra bên trong có lẽ có đồ vật có thể làm cỏ non mau chóng khôi phục thành người có thể, cho dù tà niệm của tiên nhân kia đã tiêu vong, lạc ấn phía trên vẫn không chút sức mẻ, mặc cho hắn dùng thủ đoạn gì cũng không có tác dụng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thời gian như nước chảy, đảo mắt đã 5 năm trôi qua. Một ngày này, trên đảo nhỏ mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Xung quanh hải thú nhao nhao kinh hoảng bỏ chạy, sợ bị thiên phạt tác động đến, nhưng cũng có một ít yêu thú đẳng cấp cao xoay quanh không đi, đối với độ kiếp giả như hổ rình mồi. Thân ảnh Trần Lâm đứng ở trên hòn đảo, lạnh nhạt nhìn về phía bầu trời. Cuối cùng 5 năm trôi qua, hắn cũng đột phá tới trình độ kim đan, có thể ngưng tụ kim đan một lần nữa. Thật ra tu vi của hắn đã sớm đạt tới trúc cơ đỉnh phong, dù sao trên người có vô số linh đan dịu dược, nhưng linh hồn bản nguyên lại chậm chạp không thể phục hồi như cũ, kéo chân sau của hắn. Hôm qua, linh hồn bản nguyên rốt cuộc phục hồi như cũ, hắn lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu độ kiếp. Không đột phá kim đan, pháp bảo và linh bảo đều không thể vận dụng mặc dù có kỹ năng linh hồn chống đỡ nhưng làm việc cũng bó tay bó chân vô cùng bất tiện một tiếng vang thật lớn lôi đình hạ xuống nhưng trần lâm cũng không nóng nảy chỉ tùy ý ứng đối ba đạo kiếp lôi kim đan đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ lực uy hiếp gì cho dù không cách nào sử dụng huyền vũ thuẫn cũng nhẹ nhõm đón đỡ thuận tiện còn rèn luyện thân thể một chút thậm chí tâm ma còn không xuất hiện kiếp lôi tán đi, trong lòng Trần Lâm sinh ra hào hùng, tu vi mặc dù rơi xuống, nhưng lại thoát khỏi gông cùng xiền xích của ma chủng, từ đây nhẹ nhàng ra trận, không cần lúc nào cũng lo lắng hải hùng. Từ được và mất đến xem, là lợi nhiều hơn hại. Hả, bỗng nhiên, lông mày hắn khẽ động, nhìn lại mặt biển bên cạnh. Chỉ thấy một con cua khổng lồ phá sóng mà đến, hai cái càng màu vàng dưới ánh mặt trời uốn éo sinh huy, tản ra năng lượng chấn động mãnh liệt. Ha ha, tới thật đúng lúc, hôm nay cầm lên ăn một bữa trần lâm cười ha ha một tiếng thân thể bay lên trời đồng thời phóng ra lôi đình kiếm kiếm quang mang theo khí tức lôi đình hóa thành một tấm lụa cự đại chém xuống một cái con cua cấp ba đỉnh phong kia ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có đã bị một phân thành hai bị bàn tay to trần lâm huyễn hóa ra tiếp được sau đó hút lên đảo xung quanh còn có mấy con yêu thú đang rục rịch lập tức tán đi một con đại yêu tứ dai một mực ẩn núp ở trong biển nơi xa thế thế cũng lộ ra vẻ kiên kỵ quay người bơi xuống đáy biển Trần Lâm lắc đầu, vốn nghĩ ôm cây đợi thỏ săn giết thêm mấy con, không nghĩ tới những yêu thú này đều rất khôn khéo, hắn lười đuổi theo nên không để ý đến. Đánh ra một đoàn hỏa diễm, đem bộ vị tinh hoa cua lớn nướng một phen, sau đó liền ăn như gió cuốn. Cảm thấy ăn không đã nghiền, lại lấy một bình linh tửu trong túi trữ vật ra, vừa ăn vừa uống. Uống đến chỗ ngà ngà, hắn nhìn thùng chứa rượu, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng thê nữ. Trong mắt lộ ra vẻ tưởng niệm rượu này chính là bách hoa tử do bách hoa tiên tử ủ chế ra chẳng những ngọt lành sảng khoái càng có thể làm tu vi tu sĩ tăng lên thần hồn được lợi nhưng rượu cũng rất mạnh cho dù nguyên anh tu sĩ một bình cũng phải say ngã rượu này là bách hoa tiên tử tặng cho hắn và lạc thanh lang đại hôn lạc thanh lang không nỡ uống đưa cho hắn hắn vẫn giữ lại dự định ngày thê tử gặp nhau sẽ cùng uống hôm nay vui vẻ ngược lại uống trước nửa bình ăn uống no đủ trần lâm thu dọn đồ đạc thu hộp ngọc đựng cỏ non vào túi không gian, liền rời khỏi hòn đảo đã ở lại này hơn 5 năm. Tiếp theo, hắn tìm một ít tảng đá, bọc áo cà sa của niệm không vào trong đó, trực tiếp chìm vào trong nước bùn dưới đáy biển. Trấn ma hoàng cũng trực tiếp vứt bỏ. Trên người phàm là vật phẩm liên quan đến trấn ma tự, tất cả đều ném sạch không còn một mảnh. Giờ khắc này, hắn mới xem như hoàn toàn chặt đứt nhân quả quá khứ, giành lấy tân sinh, cuối cùng, hắn biến hóa dung mạo, hướng về lục địa phương hướng bay đi. Trên bạch cốt thánh thuyền làm ra động tĩnh lớn như vậy, Trần Lâm cũng không dám thông qua thuyền kia rời khỏi nơi đây. Lấy uy năng của cốt điểu kia, khẳng định nhớ rõ kẻ phá hoại như hắn, lần nữa lên thuyền, không khác gì chịu chết. Cho nên muốn rời khỏi phải mở ra lối đi riêng. Đơn giản nhất, đương nhiên là sử dụng phá giới bàn. Nhưng phá giới bàn khôi phục cực kỳ chậm chạp, trải qua mấy năm quan sát, Muốn để vật này tự động khôi phục đến trình độ có thể sử dụng, không có một hai trăm năm là không thể nào, hắn không chờ được lâu như vậy. Nơi này mặc dù cũng có tài nguyên tu luyện, nhưng dù sao cũng là bên trong đạo vực của người khác, không thể nói rõ được lúc nào sẽ xuất hiện biến cố. Không nói những cái khác, thánh thuyền bạch cốt vẫn hoạt động trên mặt biển, con cốt điểu kia chắc chắn sẽ nhớ khí tức của hắn, lần sau xuất hiện có thể trực tiếp kéo hắn lên, cho nên vẫn nên trốn xa một chút thì tốt hơn. Thời gian cấp bách, cho nên chỉ có thể đi tới nơi tu sĩ tụ tập trên lục địa nhìn xem có thể tìm được biện pháp tăng tốc khôi phục phá giới bàn hay không trần lâm điều khiển ám ảnh linh chu tiếp phát trận pháp ẩn nấp của linh chu chậm rãi phi hành trên không trung đồng thời lưu tâm hoàn cảnh xung quanh nếu như gặp được hòn đảo liền dùng ngọc giảng ghi chép lại thậm chí hắn còn dùng trận bàn bố trí một truyền tống trận đơn dưới một hòn đảo vô danh chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào mấy ngày sau Trần Lâm thu độn quan lại, rơi vào trên lục địa bờ biển. Buông thần thức ra dò xét một phen, bay thẳng đến một phương hướng nào đó. Lần này ra ngoài, ngoại trừ tìm kiếm phương pháp bổ sung năng lượng cho phá giới bàn, cũng phải thăm dò một số tin tức khác, còn có bảo thạch hắn lấy được từ trên bạch cốt thánh thuyền kia, còn có công dụng của những xương cốt kia, cũng hiểu một chút. Không lâu sau, một thành nhỏ xuất hiện trong tầm mắt Trần Lâm, hoặc nhìn còn có chút phồn vinh không gian nơi đây đã hình thành không biết bao nhiêu năm người bị kéo vào đây nhiều không đếm hết một đời truyền thừa một đời người bình thường và tu sĩ luyện khí thậm chí phần lớn tu sĩ trúc cơ cũng không biết nơi này là di tích đạo vực nơi này cũng có mặt trời chiếu rọi cũng có mưa gió lôi điện cũng có lịch sử có văn minh truyền thừa ngồi nghỉ một ngày dừng một ngày tranh đoạt tài nguyên thay đổi quyền lực đối với người sinh ra ở nơi này mà nói nơi này chính là giới diện bình thường bạch cốt thánh quân chính là sáng thế thần đương nhiên bởi vì không gián đoạn sẽ có người từ ngoài đến tiến vào đối với tu sĩ hơi cao cấp một chút mà nói đều hiểu rõ nội tình nhưng cũng chỉ có tu sĩ mới tiến vào cùng những người truyền thừa không có mấy đời kia mới có thể trăm phương ngàn kế rời đi tu sĩ bản xứ rất ít có tâm tư như vậy trần lâm hạ độn quang xuống đi vào trong tiểu thành nơi này là một nơi tụ tập của thợ săn vào biển cho nên thành trì không lớn lại có một vị tu sĩ nguyên anh tọa trấn, hắn có tu vi kim đan ở chỗ này cũng không nổi bật. Dạo qua một vòng, vừa xem đủ loại vật phẩm, vừa nói bóng nói gió tìm hiểu. Cũng không lâu lắm, Trần Lâm liền thăm dò được một tin tức hắn chú ý nhất. Sau đó liền kinh hải tột đỉnh. Hồng Bảo Thạch lấy được ở trên bạch cốt thánh thuyền kia, lại là vấn đạo thạch trong truyền thuyết, vấn đạo thạch, bảo vật đỉnh tim trong truyền thuyết, bên trong ẩn chứa khí tức đạo vận, có thể để cho người tu luyện gia tăng lĩnh ngộ đối với đạo vận, phụ trợ hình thành hình thức ban đầu của đạo thuật của chính mình, tiến vào cảnh giới đạo vận. Trong tất cả các cửa ải tu luyện thành tiên của tu sĩ, cửa ải này được xưng là bắt đầu từ tam đại cửa ải khó khăn, hai cửa ải còn lại là vấn đạo kỳ đột phá văn đạo kỳ, còn có đại thừa kỳ thăng tiên tiên kiếp, có thể nghĩ, giá trị vấn đạo thạch này cao bao nhiêu, vô số tu sĩ luyện hư viên mãn đều mơ ước có một vật này nhưng mà vô luận ở Hắc Tháp hay là Bạch Sương Thành, thậm chí càng Nguyên Thành, đều chưa bao giờ phát hiện qua tung tích vật ấy. Thậm chí ở trên Bắc Hoang Đại Lục, có tồn tại hay không cũng khó mà nói, mặc dù có, cũng đều ở trong tay siêu cấp cường giả nắm giữ, bình thường sẽ không lấy ra. Ngay cả tin tức liên quan tới vật này, đều là sau khi hắn đến càng Nguyên Thành, mới từ một cửa hàng điển tịch truyền thừa lâu đời nhìn thấy, thời điểm ở Bạch Sương Thành cũng không biết mà bảo vật nghịch thiên như vậy, thế mà lại tràn đầy một trương trên thuyền lớn kia, sắc mặt Trần Lâm biến hóa không ngừng. Hắn rốt cuộc biết, vì sao sau khi hắn đạt được một viên hồng ngọc kia, những tu sĩ trên bông tàu kia sẽ lộ ra biểu lộ hận không thể ăn hắn. Nhưng hắn cũng rất nghi hoặc, trên bông tàu nhiều người như vậy, vì sao cốt điểu hết lần này tới lần khác liền cho hắn một cái vấn đạo thạch, chẳng lẽ nói, là bởi vì hắn là người đầu tiên trong thấy thuyền, hoặc là căn cứ biểu hiện ở trên thuyền để bình định, Trần Lâm không cách nào biết rõ chân tướng, nhưng hắn lại biết, thân phận của mình tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không tất sẽ bị quần công. Mặc dù nói chiến lực chân chính của hắn bây giờ cũng không yếu, nhưng đối mặt đại lượng cường giả vây công, cũng không có may mắn thoát khỏi. Tìm khách sạn, bố trí xong trận pháp, Trần Lâm lấy hộp chứa vấn đạo thạch ra. Vật này không cách nào thu vào túi trữ vật, trước đó không biết công dụng, không có quá để ý hiện tại biết tình huống phải hảo hảo xử lý một chút miễn cho bị người cảm ứng được nghĩ nghĩ hắn vẫn quyết định dùng hộp cất giữ nhiễu hành thú thu nạp sau đó dán lên phong cấm phù lục thu vào túi không gian túi không gian là một loại đồ vật đặc thù bên trong cũng không phải là không gian độc lập chỉ là kéo dài không gian bên trong ra phóng đại gấp đôi mà thôi ngay cả người sống cũng có thể cất giữ vật phẩm khác tự nhiên không có vấn đề nhưng túi không gian cũng có tai hại đó là không gian bên trong không đứng yên tức giữ vật phẩm cũng giống như bên ngoài cũng sẽ biến chất hơn nữa còn không có hiệu quả coi nhẹ trọng lượng của túi trữ vật bỏ vào đồ vật là nặng bao nhiêu liền bảo trì trọng lượng ban đầu không thay đổi sau khi cất kỹ đồ vật trần lâm ngưng thần suy tư cấp bậc vấn đạo thạch này đừng nói hắn một tu sĩ nguyên anh cho dù hóa thần cũng không có khả năng có năng lực kích phát ít nhất cũng phải luyện hư hậu kỳ trở lên mới được nhưng tại sao lúc đó lại bị hắn kích phát cũng sinh ra phản ứng bỗng nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng hẳn là có liên quan đến năng lực thiên phú nhớ rõ lúc ấy vấn đạo thạch cùng thiên phú bổ nguyên của hắn sinh ra hô ứng mới đưa năng lượng vào trong cơ thể bởi vậy đem ma chủng bức đến hiện thân càng nghĩ càng cảm thấy không sai đạo thuật chính là thể hiện quy tắc mà thiên phú bẩm sinh cũng có liên quan đến quy tắc hai thứ có thể cộng hưởng là phù hợp quy luật nhưng nói như vậy, có phải nói rõ hắn có thể lợi dụng năng lực thiên phú để kích phát vấn đạo thạch, sớm lĩnh hội đạo thuật hay không? Mặc dù có chút ý nghĩ hảo huyền, nhưng Trần Lâm cảm thấy cũng chưa chắc không làm được, chờ có thời gian phải hảo hảo tìm hiểu một chút tin tức liên quan tới phương diện này. Trước mắt, vẫn phải lấy biện pháp bổ sung năng lượng phá giới bàn làm chủ. Mặt khác, cũng phải cam đoan bản thân an toàn, thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Rời khỏi khách sạn, Trần Lâm biến hóa thân hình, xuất phát đi thành trì kế tiếp về vấn đề tiết lộ thân phận hắn cũng không quá lo lắng hiện tại hắn trùng tu pháp lực của ngươi ngay cả nguyên anh cũng không có linh hồn có ngọc bài che lấp không phải cường giả luyện hư thì không thể ra lại biến hóa dung mạo thân hình một phen đoán chừng cho dù vân hải thượng nhân ở trước mặt cũng không nhận ra hắn đương nhiên nên cẩn thận vẫn phải cẩn thận không thể chủ quan sau khi dừng lại ở thành trì thứ hai mấy ngày không tìm được đồ vật mình muốn, Trần Lâm lại lên đường. Cứ tràn trọc như thế, một đường không ngừng. Diện tích lục địa nơi này không tính là lớn, cũng chỉ tương đương với hồn quốc của thần linh chi địa, toàn bộ không gian đạo vực nhỏ hơn thần linh chi địa không ít, lực lượng quy tắc cũng không có khoa trương như nơi đó. Dù sao Bạch Cốt Thánh Quân cũng chỉ là tu sĩ đại thừa, còn có chênh lệch nhất định với thần linh. Dùng không đến hai tháng, Trần Lâm liền đem đại bộ phận tu sĩ tụ tập chi địa thăm dò xong, mặc dù không có tìm được vật phẩm có thể bổ sung phá giải bàn năng lượng, nhưng lại đạt được một ít tin tức có giá trị. Đầu tiên chính là tình huống liên quan tới thuyền lớn Bạch Cốt. Căn cứ dò xét biết được, phía trên Bạch Cốt thuyền lớn kia mặc dù có ròng rã một rương vấn đạo thạch, nhưng lại cực ít người đạt được, chỉ có thời điểm ở thuyền lớn đột phá 36 danh ngạch lên thuyền, mới có thể cấp một viên. Về phần nguyên nhân gì sẽ đột phá hạn chế danh ngạch này, cũng không có thuyết pháp rõ ràng lần này ba tu sĩ hóa thần kia đồng thời tham dự lên thuyền hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó đạt được tin tức xác thực nhất định phải được cho nên vấn đạo thạch bị một kẻ ngoại lai như hắn vừa mới xuất hiện đạt được ở trong quần thể tu sĩ cấp cao rất là dẫn phát một hồi chấn động bao gồm hai hóa thần cường giả ở bên trong tìm kiếm hắn mấy năm may mắn là hắn đã trốn ở dưới lòng đất của hòn đảo nếu không đã sớm bị tìm ra rồi ngoài ra còn có một tin tức tốt thông qua một cơ hội ngẫu nhiên hắn biết được sau khi hắn rời đi cốt điểu nổi giận chẳng những tiêu diệt sạch sẽ nguyên anh cùng ma chủng của hắn mà đám người cổ huyền vốn nên đạt được một ít bảo vật khác cũng đều tay không mà về tin tức này được xác định trong lòng trần lâm một tảng đá lớn rơi xuống đất càng thêm nhẹ nhõm rất nhanh hắn lại ở trong một lần tụ hội giao dịch cỡ nhỏ của tu sĩ kim đan đạt được mấy quả nhiên đăng cách đó không lâu lại tìm được một quyển điển tịch của nát trong một cửa hàng phía trên có miêu tả liên quan tới phá giới bàn. Vận đạo như vậy khiến hắn sinh lòng nghi hoặc. Nhưng lập tức hiểu ra. Đây có lẽ là chỗ tốt của việc đề cao hạn mức cao nhất của khí vận sau khi sử dụng khí vận cầu, ngoại trừ có thể dùng khí vận chi lực gia tăng một mảng lớn, ngay cả vận khí bình thường cũng theo đó gia tăng. Bất quá nhiên đăng quả hắn tạm thời cũng không định sử dụng, nếu đã tính cùng trấn ma tự phủ sạch quan hệ, kim cương luyện thể quyết môn công pháp này có hay không muốn tu luyện tới viên mãn, còn phải cân nhắc một phen lại nói tuy đây chỉ là một môn công pháp hơn nữa còn là một môn luyện thể chi pháp bình thường nhưng nói không chừng có nhân quả gì đó ở bên trong dù sao cũng là được từ niệm không vẫn là phải cẩn thận một chút cho nên hắn dự định sau khi rời khỏi không gian này tìm một ít phật tu khác hỗ trợ kiểm tra một lần môn công pháp này xác nhận không sai mới tiếp tục ở trong vị diện cao dai phật tu tuy ít nhưng vẫn có số lượng nhất định nghiệm chứng một công pháp luyện thể bình thường hẳn là không có vấn đề trong khách sạn nào đó trần lâm vừa thưởng thức linh tửu vừa xem điển tịch trong tay đây là một điển tịch chuyên môn giới thiệu bảo vật cao dai cổ quái đã vô cùng tàn phá nhưng nội dung liên quan tới phá giới bàn lại tương đối hoàn chỉnh dựa theo ghi chép phía trên phá giới bàn là một loại linh bảo đặc thù xem như phá giới phù phiên bản thăng cấp loại bảo vật này mặc dù cũng có linh vận có quy tắc chi ý nhưng phần lớn không có khí linh cũng không cần khí linh cấp bậc và uy năng của nó có quan hệ trực tiếp với nhau, trên tay hắn cái này chính là tương đối cao cấp, có thể tiến hành xuyên thẳng theo hướng định hướng, nhưng bởi vì tổn hại, công năng định hướng đã không thể sử dụng, chỉ còn lại có hiệu quả xuyên thẳng, cụ thể sẽ bị đưa đến nơi nào, hoàn toàn tùy cơ hội. Trong tình huống ngẫu nhiên, có khả năng nhất là đi tới giới diện tương giao với không gian hiện tại, vì vậy nếu hắn sử dụng thứ này để phá giới, có lẽ sẽ tiến vào tinh nam giới, vì đạo vực này ở ngay trong tinh nam giới. Tiếp theo, Trần Lâm tiếp tục quan sát. Trong nội dung cũng ghi lại phương pháp bổ sung năng lượng cho phá giới bàn. Năng lượng thuộc tính không gian tinh thuần, mặc dù tìm được biện pháp, nhưng Trần Lâm lại cao hứng không nổi. Năng lượng không gian dễ tìm, nhưng năng lượng không gian tinh thuần lại vô cùng hiếm thấy. Truyền lưu rộng nhất, tự nhiên chính là linh thạch thuộc tính không gian, nhưng nghĩ đến đạt tới cấp bậc tinh thuần, vậy phải là không gian linh tinh, cho dù là linh thạch cực phẩm cũng có tạp chất. Linh tinh thuộc tính vốn cực kỳ hiếm thấy huống chi là thuộc tính không gian, hắn hoài nghi trong đạo vực này có tồn tại hay không cũng không nhất định. Ngoại trừ thuộc tính linh tinh, còn có thiên phú bản nguyên của sinh vật không gian. Cái này thì càng khó tìm hơn, hơn nữa quá nhỏ yếu còn không được, muốn bổ sung đầy phá giới bàn, đoán chừng ít nhất cũng phải có thiên phú bản nguyên của sinh vật cấp 4 trở lên mới được. Nhưng thiên phú bản nguyên đều là bẩm sinh đã có một khi bị tách ra thì sinh vật cũng phải diệt vong theo còn phải là rút ra cơ thể sống nếu không trong nháy mắt tử vong thì thiên phú bản nguyên sẽ tiêu tán chính hắn ta cũng có thiên phú đương nhiên biết sự tàn khốc trong đó trần lâm thở dài một tiếng cảm thấy khó khăn đặt điển tịch xuống hắn suy tư một hồi cảm thấy vẫn phải tìm kiếm linh tinh thuộc tính không gian làm chủ lấy cường độ năng lượng của linh tinh một viên chắc là có thể dùng thực sự không được lại tìm kiếm sinh vật có thiên phú không gian sau khi loại sinh vật này đạt tới cấp 4, thường thường đều có thực lực cực kỳ cường đại, với thủ đoạn hiện tại của hắn, giết chết có lẽ không thành vấn đề, muốn bắt sống khó khăn không nhỏ, nếu như không phải có linh bảo này của Tử Linh, hắn căn bản cũng không dám đi cân nhắc. Hít một hơi, Trần Lâm đứng dậy rời khỏi khách sạn. Khoảng cách Thánh thuyền Bạch Cốt xuất hiện lần nữa còn khoảng 4 năm, hắn phải tranh thủ thời gian một chút. Thật ra nếu như không phải có uy hiếp này, hắn hoàn toàn có thể tìm một hải đảo tiếp tục tu luyện chờ tu vi trở lại nguyên anh kỳ rồi trở ra như vậy cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí như thế cho dù hai hóa thần tu sĩ kia hắn cũng không cần sợ hãi tìm kiếm phải thông dong hơn nhiều trong thời gian kế tiếp từng tu sĩ ẩn hiện trong thành trì vừa mới bắt đầu chỉ dò xét căn cứ quy mô lớn về sau các căn cứ cỡ nhỏ thậm chí nơi phàm nhân tụ tập đều có bóng dáng hắn xuất hiện nhán một cái ba năm qua đi. Thăm dò di tích tứ hoàng đảo, phần thưởng phong phú, còn có ba danh ngạch nữa, ưu tiên cho tu sĩ trúc cơ, còn chưa đi, nắm chặt, một đại hán vạm vỡ đứng trên một pháp khí hình phi thuyền, lớn tiếng kêu la. Phía dưới, vây quanh hơn 10 tu sĩ, lộ ra vẻ do dự dãy dụ. Nhưng luyện khí chiếm đa số, trúc cơ tu luyện lác đác không có mấy. Trong đó có Trần Lâm. Lúc này tu vi của hắn bị áp chế ở trúc cơ sơ kỳ, nhìn xung quanh một chút, sau đó phi thân leo lên phi chu, lạnh nhạt nói, tính thêm cả ta, Trần Lâm leo lên linh thuyền, ngồi ở một bên không nói gì nữa. Vị đại hán cường tráng kia ôm quyền với hắn, sau đó tiếp tục thét to, ngoại trừ hắn ra, còn có mấy chiếc phi thuyền cũng đang chiêu nạp nhân thủ, bộ dáng cạnh tranh rất là kịch liệt. Nhưng cho dù rất ra sức, vẫn chỉ chiêu nạp được hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ, không có tu sĩ trúc cơ nào tới giờ phút này vị trí trên thuyền đã đầy đại hán cường tráng không la lên nữa mà quay người đối mặt với tu sĩ trên thuyền chư vị lần này có rất nhiều tu sĩ thăm dò tứ hoàng đảo chúng ta chỉ là một bộ phận trong đó hơn nữa thực lực rất yếu cho nên sau khi đến nơi đó ngàn vạn lần không thể gây chuyện thị phi chủ yếu lấy thăm dò làm chủ nói xong hắn lấy ra hai phần linh khế, nói vừa rồi mọi người cũng nghe rõ ràng lần này do bạch sa ban chúng ta cung cấp phi thuyền đồng thời phụ trách mang bọn ngươi tiến vào trong di tích, cho nên bảo vật thăm dò được chia 5 năm. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào tu sĩ luyện khí, đạo hữu trúc cơ kỳ thì là 28 phần 10, chúng ta muốn 2 phần 10, đạo hữu nếu như cảm thấy không có lời, cũng có thể xuất ra 500 linh thạch, miễn trừ phân phối bảo vật. Mọi người tiêu hóa một hồi, hắn liền mở miệng nói, được rồi, nếu không có dị nghị, liền ký linh khế đi, sau đó chúng ta lập tức khởi hành, nghe nói trong di tích kia có không ít bảo vật, đi càng sớm, cơ hội càng lớn, tất cả mọi người không phản đối, ký xuống linh khế. Trần Lâm cũng giống như vậy. Hắn lựa chọn đội ngũ này, chính là nhìn trúng điều khoản đối phương có miễn phân phối 500 linh thạch. Tuy rằng 500 linh thạch đối với một tu sĩ trúc cơ rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Về phần tại sao không tự mình đi, bởi vì di tích kia bị đông đảo cường giả phong tỏa, chỉ có lấy được danh ngạch thăm dò mới có thể đi vào, hắn tự mình đi ngược lại cũng có thể lấy được, nhưng vì không để cho người ta chú ý, vẫn là xen lẫn trong đội ngũ những bang phái này ổn thỏa. Chờ sau khi tiến vào di tích, lại hành động một mình cũng không muộn. Tốc độ phi hành của phi chu cấp bậc linh khí không nhanh không chậm, Trần Lâm cũng không nóng nảy, rảnh rỗi liền quan sát tu sĩ trên phi chu. Tổng cộng có hơn 20 người, ngoại trừ đại hán cường tráng và hắn ra, còn có hai tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, một nam một nữ, còn lại đều là luyện khí kỳ. Ngược lại cũng là thuần một sắc luyện khí hậu kỳ và luyện khí viên mãn, thấp hơn thì không có. Kỳ thật loại hành động đi hải vực thăm dò di tích này, luyện khí kỳ không có tư cách tham dự, trong hải vực có rất nhiều yêu thú, bọn họ đi trên cơ bản chính là đưa đồ ăn cho yêu thú. Nhưng lần này thì khác. Nghe nói di tích của đảo tứ hoàng này rất lớn, rất trống trải, thuộc về một không gian đáy biển, cần càng nhiều tu sĩ tiến hành thăm dò. Nơi đó đã bị mấy thế lực lớn chiếm cứ, hơn nữa bố trí đại trận phong tỏa, không cần lo lắng yêu thú tập kích, bên trong nói là có tài liệu có thể luyện chế trúc cơ đan, chỉ cần thu thập được thì có cơ hội đổi trúc cơ đan, cho nên mới khiến nhiều tu sĩ luyện khí chạy theo như việc như vậy. Mà chính hắn thì biết được có người đạt được vật liệu thuộc tính không gian ở trong di tích kia, cho nên mới muốn đi xem một chút có không gian linh tinh tồn tại hay không. Tại Hạ Tôn Ngọc Lương Vị đạo hữu này rất lạ mặt, xem ra không phải tu sĩ đại liễu thành, không biết đến từ nơi nào, Trần Lâm quan sát người khác, đồng thời người khác cũng đang quan sát hắn, một nam một nữ trúc cơ nhích tới gần hắn một chút, bắt chuyện thân quen. Ha ha, dễ nói, thì ra là tôn đạo hữu. Tại hạ Diệp phàm chính là một tán tu, bốn biển là nhà. Tôn đạo hữu lạ mặt là bình thường. Hóa ra là Diệp đạo hữu, nam tu dung mạo chừng 30 tuổi, ông quyền, sau đó nói, "Ta thấy đạo hữu làm việc ổn trọng, pháp lực thâm hậu, không bằng sau khi tiến vào di tích, ngươi và ta liên thủ thăm dò bảo vật, như thế nào?" Ánh mắt Trần Lâm lóe lên, cười như không cười nhìn đối phương một cái. "Được, vậy một lời đã định." Trên người đối phương tản mát ra ác niệm nhàn nhạt, tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng làm sao có thể tránh thoát cảm giác của hắn. Hơn nữa đối phương cũng không phải là trúc cơ sơ kỳ thật, mà là trúc cơ trung kỳ lần này giấu giếm tu vi lại chủ động bắt chuyện, khẳng định không có ý tốt. Nhưng nếu đối phương có thể nhịn được thì tốt, nếu thật sự ra tay với hắn ở trong di tích, vậy hắn tuyệt đối sẽ khiến đối phương vô cùng vui mừng. Hắn tử cường tráng nhìn thoáng qua hai người nói chuyện với nhau, cũng không có ngăn cản. Nếu như đã ký kết linh khế, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Dù thế nào, ít nhất cũng phải nộp lên cho hắn 500 linh thạch mới có thể thoát khỏi trói buộc của linh khế mà 500 linh thạch này cũng đủ để tặng người ta một chuyến rồi. Một nữ tu trúc cơ khác liếc mắt một cái, cũng không có lên tiếng. Nhưng Trần Lâm thấy thế lại chủ động mở miệng nói, vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào, kỳ thật hắn tham gia đội ngũ này, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì nữ tử thứ hai này, bởi vì tin tức hắn lấy được về không gian vật phẩm, có liên quan đến đối phương, là người của gia tộc đối phương đoạt được. Hắn hoài nghi lần này đối phương tiến về di tích, cũng rất có thể là đi tìm vật phẩm không gian lần nữa. Từ Tố Lan Nữ tu tự hồ cũng không muốn có liên quan với những người khác, nhà nhạc đáp lại một câu rồi không lên tiếng nữa. Trần Lâm cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Từ trước khi chuẩn bị khởi hành, hắn đã đem nội tình của từ gia tra xét rõ ràng, chỉ là thực lực của trúc cơ gia tộc, ngoại trừ đối phương ra, cũng chỉ có tộc trưởng là tu sĩ trúc cơ, cũng chính là người lấy được vật phẩm không gian ở trong di tích kia tộc trưởng kia bị thương trong di tích cho nên không thể không trở về sớm hiện tại lại phái người đi qua muốn nói không có chút mục đích thì hắn không tin linh chu bay ba ngày ba đêm có lẽ là bởi vì hướng đi chính xác cũng không có lọt vào tập tiếp của hải thú cấp cao cũng không có giả tu khác đánh cướp thuận lợi đi tới tứ hoàng đảo sau khi dở người xuống linh chu liền vội vã trở về chuẩn bị kéo một nhóm hành khách tiếp theo mà ở trên tứ hoàng đảo có người bạch sa bang tiếp dẫn còn là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chư vị, đều theo sát, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau, nếu không rơi xuống liền phải tự mình nghĩ biện pháp đi vào hoặc là trở về, tiếp dẫn là một lão giả áo đen, đầu đội một cái mũ làm bằng xương thú nào đó, rất là quá dị. Đối phương chỉ liếc nhìn bọn người Trần Lâm một cái, liền lạnh giọng dặn dò một câu, rồi đi vào bên trong, bộ dáng tự hồ không hài lòng lắm với nhóm người này. Trần Lâm nhìn chung quanh một chút, phát hiện hòn đảo này rất lớn, cũng rất hoang vu, tất cả đều là một loại nham thạch trắng bệch, rất ít nhìn thấy màu xanh lá. Nhưng cũng rất náo nhiệt, không ngừng có các loại lưu quan nhấp nhô, vô số tu sĩ vội vàng, trong đó không thiếu kim đan, thậm chí là cường giả nguyên anh. Mọi người được dẫn tới trung ương hòn đảo, sau đó nhìn thấy từng dãy kiến trúc, rất khí phái. Đây đều là do các thế lực lớn xây dựng, vì để thăm dò di tích thuận tiện. Di tích này bị phát hiện đã hơn 2 năm, các phương đã sớm đạt thành ăn ý, còn ăn thịt thì ăn thịt, nên uống canh thì uống canh mặt khác bảo vật bên ngoài sớm đã bị vơ vét gần hết cho nên mới mở ra cho một ít thế lực vừa và nhỏ chỉ cần giao nạp một khoản linh thạch liền có thể tiến vào thăm dò ban chủ bạch sa bang là một vị kim đan hậu kỳ chân nhân cũng ở địa phương biên giới kiến tạo một căn nhà bọn người trần lâm bị mang đi qua dặn dò một phen hạng một chú ý cùng với sau khi đi ra giao nộp bảo vật như thế nào liền có người chuyên môn đưa bọn họ vào bên trong di tích cửa vào di tích là một loại truyền tống trận nhưng dựa theo trần lâm thấy hẳn là một không gian tiết điểm nhưng rất ổn định cũng rất yếu kém bị trận pháp sư cố định lại được đưa đến nơi này đi ta muốn khuyên các vị một câu các ngươi là tới cầu tài cho nên không cần phải tranh đấu tàn nhẫn lấy tìm kiếm bảo vật làm chủ hơn nữa tu sĩ cấp cao bên trong cũng không hiếm thấy đều có chút ánh mắt đừng đi tranh đoạt với người ta cẩn thận đặt mệnh vào, tu sĩ trúc cơ phụ trách đưa người thông lệ khuyên bảo một phen, liền giao một khối lệnh bài cùng một túi linh thạch cho thủ vệ giả, thủ vệ giả gật gật đầu, kích phát phù lục, bọn người trần lâm liền biến mất tại. Chỗ Đập vào mắt là một mảnh hoang vu Nhìn không thấy thực vật màu xanh biếc, âm khí dày đặc. Trần Lâm đã sớm dò xét qua tình huống nơi này, cũng không ngoài ý muốn, dò xét trái phải một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía những người khác đồng thời lặng lẽ kích phát nguyên thần thứ hai đem nguyên thần lạc ấn đánh vào trên người đối phương đối phương không hề phát hiện ba vị tiền bối chúng ta có thể tổ đội với nhau sao một nữ tu luyện khí hậu kỳ tự hồ không có hiểu biết gì đối với nơi này nhìn thấy hoàn cảnh như thế có chút khiếp đảm khẩn trương hướng ba người trần lâm trúc cơ hỏi thăm không cần từ tố lan lạnh lùng đáp lại một tiếng sau đó thi triển pháp thuật phi hành bắn đi dịp đạo hữu chúng ta cũng đi thôi ta biết một chỗ nơi đó có không ít bảo vật hai người chúng ta vừa vặn liên hợp đi thu hoạch một phen tôn ngọc lương không để ý đến nữ tu luyện khí trực tiếp đưa ra lời mời với trần lâm trần lâm gật đầu được đã như vậy vậy thì toàn bộ lấy tôn đạo hữu làm chủ trong mắt tôn ngọc lương lóe lên ý mừng lập tức lấy ra một kiện linh khí phi hành nói đạo hữu có bảo vật phi hành không chỗ đó khá xa pháp thuật phi hành quá hao phí pháp lực nếu như không có có thể cùng ta cưỡi chung một kiện không cần, Trần Lâm khoát tay áo, cũng tìm ra một kiện phi hành linh khí, khống chế bay lên. Trong mắt Tô Ngọc Lương càng tăng lên hào quang, mang theo vẻ tham la mịt mờ nhìn thoáng qua túi trữ vật của Trần Lâm, sau đó gật gật đầu dẫn đường. Hai đạo quang mang bắn nhanh đi xa. Chúng tu sĩ luyện khí chỉ có thể hậm hực rời đi. Sau đó, liền cùng đối phương bay khỏi chỗ cũ. Trần Lâm theo sát phía sau Tôn Ngọc Lương, bộ dáng cố hết sức, nhưng khiến hắn kinh ngạc là, phương hướng đối phương lựa chọn lại giống như từ tố lan kia không biết là trùng hợp hay là mục đích của hai người đều giống nhau nhưng mà như vậy hắn cũng không vội xử lý đối phương ngược lại muốn xem thử trong hồ lô của đối phương bán thuốc gì bảo địa có tồn tại hay không lại có liên quan đến vật phẩm không gian hay không mảnh không gian này thật sự rất lớn theo lời đồn hai năm thời gian trôi qua vẫn không có người thăm dò đến biên giới cho nên có không ít người hoài nghi nơi đây đã không phải là bên trong đạo vực mà là một cái tiểu thế giới khác trong không gian đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến đông đảo thế lực lớn mưu cầu danh lợi thăm dò nghĩ xem có thể mượn nhờ không gian này tiến hành trung chuyển tiến vào giới diện chân thật hay không trần lâm cũng có mong đợi ở phương diện này cho nên đối với địa phương tồn tại vật phẩm không gian rất để bụng hai người một trước một sau tốc độ cực nhanh địa vực gần cửa vào đã sớm bị thăm dò xong, cũng không có nguy hiểm gì. Một mực bay ra hơn nghìn dặm, mới lẽ tẻ xuất hiện một ít quái vật âm linh, nhưng đẳng cấp đều tương đối thấp. Trần Lâm vừa phòng bị vừa cảm ứng ấn ký trên người từ Tố Lan, lại qua hơn ngàn dặm, linh thuyền của Tôn Ngọc Lương dừng lại, thân hình rơi trên mặt đất. Diệp đạo hữu, phía trước chính là Bạch Cốt Hoa Nguyên, bên trong rất tà môn, không cách nào phi hành, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ toát ra khô lâu cùng âm linh, ngươi cũng phải cẩn thận. Nói xong hắn lấy ra một tấm phù lục đen kịt, giao cho Trần Lâm nói, đây là một tấm âm khí phù, sau khi sử dụng khí tức bản thân có thể đồng hóa với âm khí nơi này, giảm bớt khả năng bị công kích, ngươi cầm lấy dùng trước, nhưng sau khi đạt được bảo vật, tấm phù này cần phải phân phối trong đó. Được. Trần Lâm sảng khoái đáp ứng, sau đó đi đón phù lục. Trong mắt Tôn Ngọc Lương lóe lên u quang, khóe miệng cong lên một tia tà ý, nhưng sau một khắc, bàn tay Trần Lâm bỏ qua phù lục, chuyển hóa ra một bàn tay năng lượng trực tiếp bắt lấy cổ Tôn Ngọc Lương, làm cho lão không thể động đậy. Ngươi, ô ô ô, Tôn Ngọc Lương quá sợ hãi, liều mạng giải giụa, nhưng Trần Lâm hoàn toàn không để ý tới, một tay khác đặt ở trên đầu đối phương, bắt đầu sư hồn, thật lâu sau, hắn mới cao mày buông đối phương ra, một mồi lửa đốt thành tro tàn. Thánh Sơn, Bạch Cốt Thánh Quân, trên mặt Trần Lâm lộ ra vẻ kinh sợ. Hồn phách của đối phương lộn xộn, tự hồ là bị năng lượng nào đó phong ấn, lấy cường độ thần hồn của hắn, cũng chỉ tìm được một ít tin tức đoạn ngắn. Trong đó xuất hiện tần suất cao nhất, chính là Thánh Sơn và Bạch Cốt Thánh Quân, còn có xiền xích to lớn. Thánh Sơn hắn biết, chính là một ngọn núi cao sâu trong hoang nguyên Bạch Cốt này, cũng là ngọn núi duy nhất được thăm dò ra trong không gian này nhưng nơi đó tụ tập năng lượng quỷ dị rất mạnh nghe nói ngay cả tu sĩ nguyên anh cũng không thể dễ dàng đến được đối phương chẳng qua chỉ là trúc cơ làm sao có thể đi đến đó được nghĩ tới đây trần lâm nhìn về phía phù lục trong tay cái âm khí phù này hắn nghe cũng chưa từng nghe qua nghĩ đến đối phương có thể đến thánh sơn liền có quan hệ với cái phù lục này đối phương hẳn là bị tồn tại tài dị nào đó khống chế chuyên môn mang tu sĩ đến nơi này cụ thể làm cái gì thì không biết nhưng khẳng định không có kết cục tốt. Suy tư một hồi, Trần Lâm lắc đầu. Mặc kệ trong thánh sơn kia có cái gì, có liên quan gì với bạch cốt thánh quân, hắn đều không có hứng thú đi dò xét, chút tu vi ấy của hắn, còn chưa có đi tiếp xúc với năng lực tồn tại cường đại quỷ dị như thế. Hơn nữa cách lần tiếp theo bạch cốt thánh thuyền xuất hiện, chỉ còn hơn một năm, hắn nhất định phải nắm chặt. Nhìn chung quanh một vòng, Trần Lâm đến gần phạm vi hoa nguyên bạch cốt, đuổi theo hướng từ Tố Lan. Vừa vào cánh đồng hoang vu, Trần Lâm cảm giác thân thể trầm xuống, pháp lực vận chuyển trì trệ, trên mặt đất phản phất có vô tận hấp lực, khiến thân thể không cách nào bay lên không. Hắn thử mấy lần, đều không thể bay lên, ngay cả linh thuyền cũng vô dụng, tự hồ là bị quy tắc nào đó hạn chế. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể bay sát mặt đất, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trên cánh đồng hoang vu. Chỉ chốc lát sau, ba đạo thân hình dắt tay nhau mà đến rơi vào bên cạnh bạch cốt hoang nguyên yến đạo hữu tin tức của ngươi chuẩn xác không dưới mặt đất thánh sơn thật có một không gian độc lập có thông đạo kết nối với bên ngoài người lên tiếng chính là cổ huyền vân hải thượng nhân cười cười nói yến bổ nói dối lúc nào ta tận mắt nhìn thấy bất quá trong đó có rất nhiều khô lâu quái vật cường đại một mình ta không dám đi vào cho nên mới tìm hai vị đạo hữu tới cổ huyền nhìn về phía thánh sơn quay người nói với lão giả bên cạnh hạ đạo hữu có ý gì lão giả cười cười ta không có ý kiến nơi quỷ quái này muốn đột phá hóa thần quá khó khăn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi bất quá vì lý do ổn thỏa ta cảm thấy ba người chúng ta hẳn là ký kết một phần khế ước nói xong hắn lấy ra một tờ linh khế trần lâm vĩ theo từ tố lan một đường đi về phía trước đi tới trọn vẹn ba ngày ba đêm mới cảm ứng được thân hình của đối phương đã ngừng lại. Giờ phút này đã cách biên giới hoa nguyên bạch cốt hơn nghìn dặm, hắn không khỏi rất hiếu kỳ, đối phương là như thế nào một mực bình yên vô sự. Dọc theo con đường này, các loại quái vật cũng không ít, cho dù là hắn cũng phải cẩn thận ứng đối, đối phương chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lại có thể không chút nào dừng lại tiến lên, đoán chừng là có thủ đoạn đặc thù. Lại đuổi theo một đoạn, Trần Lâm cũng ngừng lại. Xa xa, một ngọn núi cao xương trắng chồng chất xuất hiện ở trước mắt, cũng không biết trên đó là xương người hay là xương thú, nhưng mà vì sao lại có nhiều như vậy. Nhưng tất cả những xương này đều không phải là phàm cốt, khoảng cách xa như thế cũng có thể cảm nhận được phía trên tảng mát ra khí âm hàng mãnh liệt. Bỗng nhiên, Trần Lâm nhíu nhíu mày. Trong cảm ứng, thân thể từ Tố Lan lại bắt đầu di động, vị trí chính là phương hướng của Thánh Sơn kia. Xem ra mục đích của đối phương quả nhiên giống như Tô Ngọc Lương, đều là chỗ đó. Do dự một chút, hắn vẫn là đi theo, nhưng mà không có tới gần, mà là treo ở xa xa. Hơn nửa ngày trôi qua, Trần Lâm dừng lại lần nữa, giờ phút này khoảng cách đến Thánh Sơn chỉ còn không đến trăm dặm, mà từ Tố Lan thì đã đến dưới chân núi. Ở chỗ này Trần Lâm đã có thể cảm giác được rõ ràng, trên Thánh Sơn tản mát ra từng đợt khí tức âm hàng mãnh liệt, xâm lấn thần hồn, làm cho người ta thập phần khó chịu. Điều này khiến hắn không khỏi có chút hoài nghi, từ tố lan kia có phải cũng giống như tôn lương ngọc, đã bị tồn tại tà dị phụ thể khống chế, bằng không lấy khí tức cường đại như thế từ trên thánh sơn tản mát ra, tu sĩ trúc cơ tuyệt đối không thể tới gần chân núi. Hắn suy tư một chút, lại đi về phía trước mấy chục dặm, tìm vị trí ẩn nấp. Núi này vô cùng quỷ dị, hơn nữa từ chỗ tôn ngọc lương sư hồn lấy được tin tức, hắn quyết định trước tiên không nên mạo muội đi vào thì tốt hơn, chờ từ tố lan kia từ bên trong đi ra, trải qua tìm hiểu mới tính tiếp. Nhưng đợi không được bao lâu, Trần Lâm liền phát hiện ấn ký nguyên thần trên người từ Tố Lan đã biến mất, điều này làm cho hắn kinh nghi bất định. Xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là đối phương tiến vào trong không gian đặc thù gì đó, hoặc là người đã chết. Hắn đang suy nghĩ có nên tới gần một chút xem xét hay không, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy ba đạo thân ảnh đang nhanh chóng tiến lên, lóe lên liền biến mất trong tầm mắt tuy tốc độ rất nhanh nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng trong ba người có hai người hắn biết một người là vân hải thượng nhân người còn lại chính là cổ huyền ba người này rõ ràng cũng là hướng về phía thánh sơn hơn nữa tự hồ còn rất gấp cũng không có phát hiện hắn nhìn trộm trần lâm do dự một chút cũng từ chỗ bí mật đi ra hướng về thánh sơn mà đi vân thượng nhân cũng luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi nơi đây lúc này xuất hiện ở đây rất có thể trong thánh sơn kia có tồn tại tọa độ không gian đáng giá đi tìm tòi. Khí tức âm hàng trên thánh sơn chủ yếu nhằm vào thần hồn, không ảnh hưởng lớn tới Trần Lâm, rất nhanh đã đi tới chân núi. Lúc này nhìn lại thánh sơn, liền có một cổ ý chí âm trầm khủng bố. Từ chân núi bắt đầu, một mực đi lên tất cả đều là từng cây bạch cốt, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là nhân loại, đầu lâu chỗ nào cũng có, nhiều chỗ trồng chất như núi. Một tòa núi lớn như thế, cho dù chỉ là mặt ngoài phủ lên một tầng bạch cốt, số lượng kia cũng là tương đối kinh người, Trần Lâm rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến loại tình huống này. Nhìn một hồi, hắn bắt đầu vây quanh chân núi dò xét. Sau khi không tra thấy cái gì, đi tới vị trí ấn ký nguyên thần của từ Tố Lan biến mất. Cũng không có phát hiện thi thể của đối phương, điều này nói rõ xác suất lớn không chết, mà là tiến nhập trong một không gian đặc thù nào đó, hắn cẩn thận tìm kiếm một phen, liền phát hiện sơn thể hướng địa phương mấy chục mét, xương cốt tự hồ bị lật qua. Trầm ngâm một chút, Trần Lâm đi lên phía trên. Vừa bước lên ngọn núi, khí tức âm hàn trong người hắn lập tức tăng lên, hắn vội vàng kích phát hồn lực, loại bỏ cảm giác không khỏe. Đi tới chỗ xương cốt bị lật, hắn lấy ra một thanh pháp bảo phi kiếm, chọc vài cái, lập tức cảm thấy bên trong trống rỗng, đem xương cốt bên trên nhấc lên, liền lộ ra một cái cửa hang cao cỡ nửa người. Dò xét một chút, bên trong bị một cổ năng lượng vô hình bao phủ, không cách nào cảm ứng được tình huống bên trong chắc hẳn là bởi vì năng lượng vô hình này, ấn ký nguyên thần cảm ứng trên người từ tố lan mới biến mất. Cân nhắc một phen, Trần Lâm lấy ra một khôi lỗi quả đen, an trí lưu ảnh thạch, thả vào. Quả nhiên, khôi lỗi vừa bay vào, liền lập tức gián đoạn liên hệ. Chỉ chốc lát sau, con rối quả đen bay ra, Trần Lâm lấy lưu ảnh thạch phía trên xuống kích phát, nhưng mà mông lung, xem không rõ lắm, chỉ có thể cảm thấy đại khái là một cái thông đạo, hướng xuống dưới, con rối quạ đen bay một đoạn liền vòng trở lại. Do dự một chút, hắn không dùng khôi lỗi dò xét nữa, thả người Trần Lâm tiến vào trong động khẩu. Nếu con rối quạ đen không có việc gì, nói rõ bên trong không có nguy hiểm quá lớn, ít nhất tới gần cửa động này không có nguy hiểm. Mà động tĩnh của khôi lỗi quá lớn, rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Sau khi tiến vào động khẩu, Trần Lâm cũng đem bạch cốt một lần nữa trở về vị trí cũ, sau đó kích phát thần thông linh mục nhìn chung quanh một vòng. Hoàn toàn chính xác là một cái thông đạo nghiêng xuống phía dưới, bậc thang dưới chân rất thô ráp, nhìn giống như là xương cốt kép lại mà thành. Đi xuống phía dưới không được mấy bước, thần sắc Trần Lâm khẽ động. Ấn ký nguyên thần trên người từ tố lan lại có thể cảm ứng được, giờ phút này đối phương ở sâu dưới bậc thang, duy trì trạng thái đứng im. Hắn hơi kích phát một chút hồn dược bí thuật, khiến cho thân thể rời khỏi mặt đất, sau đó bay xuống phía dưới thông đạo rất dài quẹo trái quẹo phải một hồi lâu mới đi tới cuối xuất hiện ở trong tầm mắt là một không gian thiên nhiên rất lớn ở chính giữa không gian có một tế đàn loại nhỏ tế đàn sinh trưởng một cốc cây nhỏ cây nhỏ này không có một chút màu xanh lá nào cũng không có lá cây trụi lũi nhưng trên đỉnh cành cây lại kết một trái cây hình dáng khô lâu tản ra dao động khủng bố cảnh tượng kỳ lạ này khiến trần lâm đề cao cảnh giác sau khi nhìn thật sâu tiểu khô lâu kia mới tiếp tục quan sát những nơi khác xung quanh tế đang tồn tại một số bậc thang phía trên mỗi bậc thang đều có hai vật thể giống như đỉnh nhỏ bên trên mang theo đường vân rườm rà mà từ tố lan giờ phút này đang đứng ở dưới bậc thang ngưng thần xem xét cái gì đó trên người bị một tầng ánh sáng màu trắng bao phủ đoán chừng đây chính là nguyên nhân đối phương có thể chịu đựng được khí tức âm hàng xâm nhập đứng tại chỗ nhìn một hồi trần lâm không khỏi có chút thất vọng hắn sở dĩ tới đây là muốn thu hoạch được không gian linh tinh hiện tại xem ra nơi này cũng không có không gian bảo vật mà tộc trưởng từ gia đạt được hẳn là không có quan hệ gì với nơi đây nhưng nếu đã đến đây thì phải tìm hiểu rõ ràng mới được hơn nữa nếu từ tố lan có thể bình yên đứng ở nơi đó chứng tỏ tế đàn này không có tính công kích nghĩ tới đây hắn trực tiếp đi ra ngoài ai trần lâm không che giấu thân hình lập tức bị từ tố lan phát hiện kinh hoảng quay người là ngươi trông thấy trần lâm từ tố lan nhíu nhíu mày cảnh giác nhìn kỹ đồng thời nhìn về phía sau, thấy Trần Lâm không có đồng bạn mới thở vào nhẹ nhõm. Ha ha, trách không được từ đạo hữu không muốn cùng chúng ta, thì ra là có mục đích mà đến, không biết có thể nói cho ta biết một chút tình huống nơi này hay không. Trần Lâm đi đến trước tế đàn, nhìn thoáng qua cây nhỏ phía trên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quan sát ở khoảng cách gần, bộ xương nhỏ kia thật sự là một quả cây, trên xương sọ có một cái cán, nối với nhánh cây, xương sọ xung quanh cán trái cây còn mơ hồ lóe ra ánh sáng màu vàng ống giống như đã bắt đầu trưởng thành lúc này từ tố lan cũng tỉnh táo lại nắm thật chặt phi kiếm cấp bậc linh khí trong tay nhìn trần lâm nói ngươi theo dõi ta làm sao ngươi biết trần lâm tùy ý ứng phó một câu tiếp tục vây quanh tế đàn xem xét thấy trần lâm tư thái như vậy từ tố lan trong mắt lóe lên tức giận nhưng không có phát tác nàng có loại cảm giác thực lực của nam nhân trước mắt này mạnh hơn nàng, rất có thể không phải trúc cơ sơ kỳ, nếu trở mặt, người chịu thiệt chỉ sợ là nàng. Lối vào này là phụ thân ta phát hiện, người khác căn bản không biết, nếu ngươi không theo dõi ta, làm sao tìm được nơi này. Lúc này Trần Lâm kiểm tra tế đàn xong, đi đến trước người đối phương, nhẹ gật đầu. Thẳng thắn nói, không sai, đúng là theo dõi ngươi, nhưng phụ thân ngươi đã có thể phát hiện ra nơi này, chắc hẳn cũng không thể nào mò tới lung tung, hẳn là có hiểu biết nhất định về nơi này, vậy ngươi hãy kể lại tình huống nơi đây cho ta đi, ngươi, thái độ của Trần Lâm khiến từ Tố Lan tức giận bốc lên, cưỡng ép áp chế nói, tại sao ta phải nói cho ngươi biết, nếu nàng dám tới nơi này tầm bảo, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng gặp phải nguy hiểm, dựa vào mấy món bảo vật cường đại trên người, cho dù đối. Phương là trúc cơ trung kỳ, thậm chí là trúc cơ hậu kỳ, nàng cũng có thể ứng đối cho nên loại khuất nhục này nàng không thể chịu đựng được. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt nàng liền biến đổi, tức giận cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hóa ra là tiền bối, vãn bối có mắt không trồng, kính xin tiền bối không nên trách tội. Cảm nhận được uy áp kim đang phát ra từ trên người Trần Lâm, từ tố lan lộ vẻ kinh hoảng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nàng nghĩ tới đối phương không phải trúc cơ sơ kỳ, nhưng lại không nghĩ tới là kim đang chân nhân, một cường giả kim đan, thế nhưng xen lẫn trong đội ngũ phần lớn là tu sĩ luyện khí, thật không biết là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ lại là đặc biệt theo dõi nàng, đang suy nghĩ lung tung, Trần Lâm khoát khoát tay, nói, không cần kinh hoảng, chỉ cần ngươi nói ra những gì ta muốn biết, ta sẽ không làm gì ngươi, nhưng nếu ngươi có điều giấu giếm, vậy thì không nhất định. Nói xong, hắn nhìn về phía đối phương. Từ tố lan hơi do dự, liền không mình hành lễ nói, tiền bối muốn biết cái gì, vãn bối nhất định sẽ biết gì nói nấy đối mặt với kim đan chân nhân mấy loại chuẩn bị ở sau của nàng hơn phân nửa đều không có tác dụng gì cho nên chỉ có thể trước mắt giữ được tính mạng rồi nói sau trần lâm cũng không dài dòng trực tiếp hỏi nơi này là nơi nào đầu lâu trên tế đàn là vật gì mục đích ngươi tới nơi này là cái gì bẩm tiền bối nơi này là địa phương nào vãn bối cũng không rõ ràng lắm gia phụ lúc trước trên thánh sơn thu thập cốt linh hoa thì ngẫu nhiên phát hiện cửa động nhưng lúc ấy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi trở về chuẩn bị một phen mới trở lại, cầm đến một cái hộp ở tiếp bên ngoài cùng, là một khối linh thạch thuộc tính. Nói đến đây, nàng nhìn Trần Lâm một cái, thấy Trần Lâm không có biểu hiện gì, lại mở miệng. Nhưng theo lời cha ta nói, chỉ cần đến gần tế đàn thì sẽ bị một loại năng lượng vô cùng quỷ dị ăn mòn, mặc dù cha ta đã chuẩn bị sẵn, hơn nữa chỉ cầm một cái hộp ở bên ngoài cùng nhưng vẫn bị thương rất nặng, lần này ta đến chủ yếu là muốn xem thử có thể biết rõ ràng năng lượng tổn thương cha ta là loại gì nên thanh trừ như thế nào không nói xong nàng dịu dàng cúi đầu với trần lâm doanh mắt trưng trưng nói bảo vật nơi này vãn bối không dám hy vọng xa vời nhưng nếu có vật có thể trị liệu thương thế cho gia phụ kính xin tiền bối rủ lòng thương vãn bối nguyện ý dùng tài vật toàn tộc đổi lấy trần lâm không có trả lời đối phương mà là nhìn về phía bên ngoài tế đàn xác thực cách một khoảng cách liền có một hộp ngọc một cái trong đó đã mở ra bất quá những hộp ngọc này tự hồ hòa làm một thể với tế đàn cũng dựa theo quy luật đặc thù nào đó mà bày ra đột nhiên hắn mở miệng hỏi khối cực phẩm linh thạch thuộc tính không gian của phụ thân ngươi chính là lấy được từ trong cái hộp này từ tố lan biến sắc biết tình huống nhà mình đã bị đối phương điều tra rõ ràng không dám có điều giấu giếm lập tức trả lời đúng vậy dựa theo gia phụ nói chính là từ trong cái hộp kia lấy được. Nàng chỉ chỉ hộp ngọc bị mở ra kia, sau đó lại nói, tiền bối có thể đã biết, gia tộc chúng ta có thiên phú không gian ẩn tính, tuy rất yếu, nhưng cũng có thể vận dụng một ít thiên phú năng lực, cho nên thời điểm cha ta đi lấy vật phẩm trong hộp ngọc cũng không có tới gần, nhưng vẫn bị công kích. Trần Lâm nghe đối phương nói, lập tức mặt lộ dị sắc. Hắn đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một cái, có ý ám chỉ nói, Ngươi lại đưa cho ta một vấn đề khó khăn a. bổ sung năng lượng cho phá giới bàn, ngoại trừ không gian linh tinh ra, lực lượng bản nguyên của người có không gian thiên phú cũng có thể. Trước đó hắn thật đúng là không biết từ gia này có thiên phú không gian ẩn tính, không nghĩ tới đối phương lại tự mình nói ra. Nhưng đối phương và phụ thân của đối phương đều chỉ có tu vi trúc cơ, còn là thiên phú ẩn tính, thiên phú bản nguyên phỏng chừng vô cùng yếu ớt, căn bản không đạt được số lượng cần dùng phá giới bàn. Nếu không hắn thật không biết có thể thủ vững ranh giới cuối cùng đi rút bổ nguyên của đối phương hay không. Từ Tố Lan không rõ ràng cho lắm, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt Kim Đan chân nhân nhìn nàng tự hồ là muốn ăn nàng, không khỏi rụt cổ một cái. Trần Lâm quay lại tế đàn, chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, không gian thiên phú truyền thừa của gia tộc các ngươi là loại hình gì, có năng lực chiết xuất năng lượng thuộc tính không gian không, vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới từ Tố Lan lại lập tức cật đầu nói, tiền bối hiểu biết không sai, quả thực có năng lực phương diện này, chỉ là yếu một chút nàng cho là trần lâm đã sớm hiểu rõ tình huống gia tộc các nàng, cho nên vì phòng ngừa làm đối phương tức giận, một chút hoa ngôn cũng không dám có. trong mắt trần lâm lập tức bộc phát ra quang mang khiếp người, quay người nhìn về phía đối phương. sau đó nặng ra một nụ cười, nói rất tốt, ngươi cách xa một chút, bảo vệ tốt an toàn của mình, thương thế của phụ thân ngươi cũng không cần sốt ruột. chờ sau khi rời đi ta có thể đi xe một chút, linh hồn thương thế ta vẫn là rất lành nghề đấy. nói xong không đợi đối phương kịp phản ứng hắn liền lấy ra một khôi lỗi trúc cơ, khống chế một cái hộp ngọc trong đó bay đi. Mà Trần Lâm thì đi đến bên cạnh từ Tố Lan, không quan tâm đến cảm xúc của đối phương, bắt lại liền thối lui vào trong thông đạo. Hắn hoài nghi, trong hộp ngọc bên ngoài tế đàn này đều là linh thạch thuộc tính không gian, tác dụng chính là cung cấp năng lượng cho tế đàn. Nếu thật sự là như vậy, nhiều linh thạch không gian cực phẩm như vậy, năng lượng chiết xuất ra hẳn là đủ nhu cầu cho phá giới bàn. Trần Lâm cẩn thận từng ly từng tí khống chế khôi lỗi, đi tới trước một cái hộp ngọc. Nhưng cũng không có dị trạng phát sinh. Tiếp theo hắn lại thí nghiệm một chút những phương hướng khác, khôi lỗi cũng không có lọt vào công kích. Hắn do dự một chút, không có trực tiếp tiến lên, mà là lấy ra một cái thạch ảnh lưu niệm đặt vào, sau đó mang theo từ tố lan hướng trên thông đạo rút lui, đi thẳng tới lối vào. Cuối cùng cảm thấy còn chưa an toàn, dứt khoát cho khôi lỗi một cái chỉ lệnh sau đó tự động động thủ, lấy ra ô nha khôi lỗi bay ra cửa động tra xét một phen, mang theo từ tố lan đi thẳng ra bên ngoài. Từ tố lan toàn bộ quá trình đều tiếp nhận bài bố như máy móc, không dám phản kháng chút nào, đồng thời cũng âm thầm sợ hãi tháng phục phong cách hành sự của Trần Lâm, so sánh với đối phương, hành động trước đó của mình thật sự là quá lỗ mãn, trách không được người ta có thể trở thành kim đan chân nhân. Trần Lâm kích phát một tấm ẩn thân phù cao dai, bao phủ hai người, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ sau, đột nhiên, một cỗ năng lượng âm hàng vô hình bỗng nhiên phủ xuống trên người hắn, cũng trực tiếp xâm lấn thần hồn, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Nhưng lập tức, kim hồn lực liền tự động kích phát, đem đạo năng lượng dị thường này khu trừ ra ngoài. Chờ trần lâm kịp phản ứng, quá trình xâm lấn đã kết thúc, hắn ta đổ mồ hôi lạnh khắp người. Không thể nghi ngờ, đây là lúc hôi lỗi trúc cơ động thủ lấy vật phẩm trong hộp ngọc, bị tế đàn công kích, điều này hắn đã sớm có sở liệu nhưng hắn không ngờ loại công kích này lại có thể theo tinh thần liên kết của hắn và khôi lỗi mà thẳng tới bản thể quả thực không thể tưởng tượng nổi huống chi hắn đã thoát ly khỏi phạm vi năng lượng quỷ dị bao phủ trong ngọn núi cũng may là sức mạnh kim hồn mà hắn dựa vào vẫn vững chắc như trước đây cũng chính vì có lá bài tẩy này nên hắn mới dám mạo hiểm thử một lần sau khi tâm tình bình phục trần lâm nhìn từ tố lan một chút đối phương cũng không có bị liên lụy thậm chí cái gì cũng không có cảm ứng được, vẫn khẩn Trương nhìn chằm chằm cửa hang. Xem ra, công kích của Tế Đàn giới hạn người đụng vào vật phẩm, cũng không phải công kích không phân biệt, đương nhiên, cũng có thể là nguyên nhân bọn họ ở bên ngoài cửa động. Hiện tại nghi hoặc lớn nhất của hắn là, loại công kích thần hồn cường độ này, lúc trước phụ thân của đối phương chống đỡ như thế nào. Người đã dám tới nơi này xem xét tình huống, chắc là có biện pháp chống cự năng lượng công kích của Tế Đàn có thể nói là tay gì trần lâm trực tiếp mở miệng hỏi từ tố lan do dự một chút từ bên hông lấy ra một khối ngọc bội tràn đầy vết nứt nói chính là vật này vật này là một kiện vật phẩm duy nhất tổ tiên từ gia lưu lại cần dùng năng lực không gian thiên phú kích phát sau khi kích phát có thể hình thành một giới diện cỡ nhỏ độc lập người sử dụng ẩn nấp ở bên trong tương đương thoát ly bản giới hết thảy công kích của bản giới liền không cách nào tác dụng đến trên người trần lâm lộ ra vẻ khiếp sợ Bảo vật như vậy có thể nói là thần khí bảo vệ tánh mạng, cũng không phải một cái trúc cơ gia tộc bình thường có thể truyền thừa xuống, từ gia tổ tiên chỉ sợ cũng là nhân vật khó lường. Lúc này, từ Tố Lan lại giải thích, vốn sau khi kích phát bảo vật này, có thể khiến người sử dụng trực tiếp ẩn nấp trong hư không, nhưng vì tổn hại nghiêm trọng, chỉ có thể hình thành một kết giới, cho nên phụ thân ta mới không thể tránh được sự đả kích của năng lượng tế đàn. Nói đến đây, nàng nhìn Trần Lâm một cái, chờ mong nói, tiền bối có cách nào khắc chế tế đàn phát ra năng lượng quỷ dị không? Trần Lâm trầm ngâm một chút, cực cực đầu nói, hẳn là không có vấn đề, chỉ cần thành thành thật thật nghe lời phối hợp, chờ sau khi rời đi ta tự nhiên sẽ giúp phụ thân ngươi trị liệu thương thế. Nói xong, Trần Lâm không để ý tới phản ứng của đối phương, một lần nữa đặt khôi lỗi quả đen vào trong lưu ảnh thạch, đưa vào trong cửa hang. Nếu lực lượng kim hồn có thể chống cự được công kích năng lượng của tế đàn, vậy hắn phải dựa theo kế hoạch hành động trước đó, nếu không trong vòng một năm căn bản không thể tìm được phương pháp khác thu hoạch năng lượng không gian tinh thuần. Lần này thời gian có chút dài, ước chừng hai khắc đồng hồ sau, ô nha khôi lỗi mới bay ra ngoài. Hắn gỡ đá lưu ảnh xuống kiểm tra một chút, sau đó liền dẫn từ tố lan tiến vào cửa động. Đem bạch cốt cửa động một lần nữa trở về vị trí cũ, cẩn thận về tới không gian dưới đất. Bên trong hết thảy như thường, phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, chỉ có khôi lỗi trúc cơ ngơ ngác đứng ở nơi đó, mất đi linh tính. Trần Lâm trước tiên lấy lưu ảnh thạch đã an trí trước đó xuống, tiếp phát xem xét. Lập tức liền mặt lộ dị sắc. Hình ảnh ghi chép trên lưu ảnh thạch tuy rằng mờ mờ, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nhìn thấy, khi trúc cơ khôi lỗi mở hộp ngọc ra, khôi lô tí hon trên ngọn cây nhỏ trên tế đàn bỗng nhiên sáng lên, sau đó khôi lỗi liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Từ điểm thời gian đến xem, cũng chính là thời điểm hắn bị năng lượng vô hình ăn mòn thần hồn. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, xem ra bộ xương khô này cũng không phải là trái cây chân chính mà là một tồn tại đặc thù. Nếu tầm thường tầm bảo, hắn khẳng định xoay người rời đi, sẽ không cùng loại này quỷ dị vật có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng hiện tại thánh thuyền bạch cốt nguy hiểm đã lửa xém lông mày, chỉ có thể thoáng bốc lên một ít nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn để từ tố lan ở lại tại chỗ, đồng thời lấy ra mấy khôi lỗi trúc cơ đặt ở bên cạnh đối phương, sau đó đi tới trước tế đàn trước tiên thu hồi khôi lỗi bị hủy, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn một hồi, sau đó lại vẫy vẫy tay với từ tố lan. Cho ta mượn bảo vật của ngươi dùng trước một chút, mặc dù có lòng tin đối với lực lượng kim hồn, nhưng vì bảo hiểm, vẫn quyết định tăng thêm một tầng phòng ngự. Sắc mặt từ tố lan biến hóa một chút, vẫn là đem ngọc bội tháo xuống, sau đó cắn răng nói, vật này cần dựa vào lực lượng thiên phú của ta mới có thể duy trì hiệu quả, để ta kích phát ở bên người tiền bối đi, nói xong, thân thể chăm chú tựa vào Trần Lâm, khuôn mặt đỏ bừng kích phát ngọc bội một màn hào quang màu trắng miễn cưỡng bao phủ hai người vào bên trong trần lâm không có tâm tình cảm thụ cảm giác ngọc mềm trong ngực thấy huỳnh quang xuất hiện lập tức huyển hóa ra một bàn tay lớn chụp tới hộp ngọc kia đại thủ năng lượng linh xảo vô cùng nhẹ nhàng nhất lên liền đem hộp ngọc mở ra ánh mắt hắn lập tức sáng ngời quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn trong hộp ngọc chính là một khối linh thạch nhìn màu sắc hẳn là thuộc tính không gian không thể nghi ngờ nhưng ngay khi hắn muốn bắt linh thạch lại chỉ thấy khô lâu trên đỉnh cây nhỏ lóe lên quang mang sau đó liền cảm giác vòng bảo hộ huỳnh quang trên người rung lên năng lượng quỷ dị trước đó lại lần nữa phủ xuống trên thân thể bất quá lần này lại yếu hơn rất nhiều chỉ dựa vào ngân hồn lực liền nhẹ nhõm hóa giải trần lâm kinh ngạc nhìn ngọc bội bị từ tố la nắm trong tay vật này thật đúng là không tầm thường cường độ công kích của tiểu khô lâu ít nhất bị suy yếu bảy thành nếu như không phải tổn hại nghiêm trọng chỉ sợ một chút năng lượng cũng không thể đột phá đến trong vòng bảo hộ hiện tại hắn rốt cuộc tin tưởng, phụ thân của đối phương là dựa vào vật này bảo trụ tính mạng. Có bảo vật như thế phụ trợ, dũng khí Trần Lâm tăng nhiều, lập tức bắt trước làm theo, vơ vét toàn bộ hộp ngọc chung quanh một lần. Đều không ngoại lệ, trong tất cả hộp ngọc đều là cực phẩm linh thạch, tổng cộng 71 khối, cộng thêm khối bị phụ thân từ Tố Lan lấy đi kia, chính là 72 khối, số lượng không bàn mà hợp lại. Hơn nữa những linh thạch này năng lượng dư thừa, tự hồ chưa bao giờ sử dụng qua thu hồi linh thạch, Trần Lâm lại nhìn về phía những tiểu đỉnh trên đài cao kia, hắn cảm giác trong những tiểu đỉnh này tự hồ cũng có đồ vật gì đó, có lẽ chính là không gian linh tinh. Nhưng những tiểu đỉnh này cũng có nắp, không mở ra căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Do dự một chút, hắn vẫn không có xúc động. Dù sao đồ vật ở chỗ này cũng chạy không thoát, trước tiên thử để cho từ tố lan chiết xuất một chút năng lượng trong không gian linh thạch cực phẩm, nếu như đủ, cũng không cần lại đi mạo hiểm. Nghĩ đến đây, hắn dẫn theo từ tố lan thối lui về phía thông đạo. Tinh luyện linh thạch cần thời gian nhất định, không thể tiến hành ở địa phương nguy hiểm này. Nhưng vào lúc này, hai hốc mắt của tiểu khô lâu kia lóe lên hồng quang, lập tức không gian phía trên tế đàn bỗng nhiên rung lên, hình thành một cái khe không gian nhỏ. Một đường nhỏ màu xám trắng từ trong khe hở bắn ra, tinh chuẩn rơi vào trên chui quả của tiểu khô lâu, sau đó Trần Lâm Kinh Hải trông thấy, tiểu khô lâu kia đại phóng huỳnh quang, trong chớp mắt liền biến thành một quái vật khổng lồ cao hơn ba trượng đứng ở trên tế đàn đã sắp đụng phải đỉnh núi từng đợt khí tức cuồng bạo mà lại âm hàng khủng bố phát ra để hắn ngay cả động một cái cũng làm không được trần lâm vội vàng kích phát lực lượng kim hồn muốn thoát khỏi áp chế chạy trốn nhưng lập tức phát hiện lực lượng kim hồn lúc này cũng đã mất đi hiệu quả nhưng điều khiến hắn an tâm chính là tồn tại khủng bố này dường như không để ý tới hắn mà duỗi ra hai bàn tay xương trắng khổng lồ xé khe hở không gian kia, sau đó bắt đầu biến lớn, lắc lư thân thể khổng lồ, lách vào trong khe hở, theo thân thể khô lâu to lớn tiến vào khe hở, cảm giác áp bách dưới mặt đất theo đó giảm bớt, trần lâm lần nữa. Kích phát kim hồn chi lực, cái này rốt cục có hiệu quả, tuy rằng rất yếu, nhưng thân thể rốt cục khôi phục một chút khống chế. Hắn một phát bắt được từ tố lan đã hôn mê trên mặt đất, dãy dụa leo lên trên. Tìm được rồi, không gian tiết điểm ở chỗ này, đột nhiên một thanh âm nam tử vang lên mang theo nồng đậm kinh hỷ chi ý tiếp theo thông đạo đối diện một chỗ ngọn núi bị phá vỡ ba thân hình hiển hiện ra trần lâm vừa mới leo lên không được mấy bậc thang đã nhìn thấy một màn này lập tức sắc mặt đại biến không ngờ ba người vân hải thượng nhân chạy tới vào lúc này hơn nữa cổ huyền kia còn không biết sống chết la to nếu kinh động tới khô lâu quái chẳng những ba người đối phương đều phải chết hắn cũng phải chịu liên lụy dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể dùng hết toàn bộ khí lực gia tốc leo lên, cố gắng kéo dài một chút khoảng cách với mấy tai tinh này. Lúc này đám người cổ huyền cũng phát hiện tình huống không đúng, bước ra trở về đường cũ, nhưng đã trễ. Không gian giam cầm chi lực đột nhiên gia tăng, tất cả mọi người bị áp chế nằm rạp trên mặt đất, không cách nào di động mảy may. Chỉ thấy khô lâu quái nọ quay tay chụp một cái, liền đem hạ lão giả kia hút vào trong tay, tiếp theo bàn tay dùng lực, thân hình hạ tính lão giả liền hóa thành một đoàn huyết thủy, bị ném tới trên cây nhỏ kia. Cây nhỏ giống như hấp thu lực lượng béo bở, tỏa ra từng luồng ánh sáng màu đỏ, tất cả những ánh sáng màu đỏ này đều bị khô lâu quái hấp thu, mà sức mạnh của nó thì lại tăng lên rất nhiều, xé rách không gian bên trong một chút. Dường như còn chưa đủ cảm giác, khô lâu quái lại quay tay chột về phía Vân Hải Thượng Nhân. Sắc mặt Vân Hải Thượng Nhân đại biến, há miệng phun ra một đồng tiền cổ, tiền cổ tản mát ra quần sáng vàng mờ mịt, làm lực hút của đầu lâu trì trệ một chút, tuy rằng lập tức sẽ nổ tung, nhưng thừa dịp này, trên người hắn buộc một sợi dây lưng tự động bắn ra, quấn trên người cổ huyền, sau đó dây lưng rung lên, liền đem vị trí của hai người trao đổi qua lại, họ yến kia, người chết không yên lành, cổ huyền trợn mắt muốn nứt ra, chửi ầm lên, nhưng lại không có một chút biện pháp nào, chỉ có thể trơ. Mắt nhìn mình bị hút vào trong cốt trưởng, lập tức mất đi ý thức. Lại là năng lượng của một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ rót vào, ánh huỳnh quang của cây nhỏ càng tăng lên, thậm chí có một chiếc lá mọc ra. Mà khô lâu quái kia lần nữa dùng sức, đem vết nứt không gian mở rộng một vòng, thậm chí có ánh sáng từ đối diện vết nứt xuất hiện, có thể rõ ràng trông thấy một ít cảnh vật. Trần Lâm ở trên bậc thang vừa mới giải dụ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một màn này, lập tức lộ ra biểu lộ không thể tưởng tượng nổi. Diệp lạc, cảnh tượng bên trong khe hở, ngoại trừ non xanh nước biết ra, thình lình chính là tiểu công chúa diệp gia đã lâu không gặp lẽ nào khô lâu quái này lại chính là vật triệu hoáng của diệp lạc hay sao tuy rằng cảm thấy rất hoang đường nhưng sự thật đang ở trước mắt không thể không tin không nghĩ nhiều hắn lập tức nhanh chóng suy tư làm sao lợi dụng điều kiện này giải quyết khốn cảnh trước mắt mắt thấy khô lâu quái đã chui hơn nửa người ra ngoài nhưng vết nứt không gian vẫn nhỏ hơn một chút đối phương có thể bắt người bổ sung năng lượng cho cây nhỏ bất cứ lúc nào hắn lập tức thi triển bí thuật thần hồn truyền âm cho Vân Hải Thượng Nhân. Yến Huynh, ngươi có thể nghĩ biện pháp quấy nhiễu lực chú ý của quái vật này thoáng một phát hay không? Ta có một biện pháp có thể giải quyết nó. Vân Hải Thượng Nhân đã sớm phát hiện hai người Trần Lâm, nhưng bởi vì cảm giác bị áp chế, hắn ngược lại không nhận ra là Trần Lâm, giờ phút này nghe được truyền âm, thần sắc khẽ động. Lập tức cũng truyền âm nói, quấy nhiễu lực chú ý của ta một chút thì quả thật ta có thể làm được, nhưng mà quái vật này khẳng định đã đến cấp bậc hợp đạo chỉ có điều bị một loại trói buộc nào đó mới trở nên suy yếu một khi quấy nhiễu xong ngươi không thể giải quyết khốn cảnh vậy ta và ngươi coi như đều phải chết sự tình liên quan đến sinh tử hắn không tin bất luận kẻ nào nhưng thanh âm trần lâm lại vang lên bằng không thì sao chẳng lẽ yến huynh có biện pháp gì tốt sao nếu không kế tiếp có khả năng bị bắt chính là ngươi sắc mặt vân hải thượng nhân xanh mét biết Trần Lâm nói không sai, ông ta không có lựa chọn nào khác, cắn răng nói, được, vậy ta sẽ tin tưởng Trần Lão Đệ một lần, ngươi chuẩn bị xong rồi, thời gian cấp bách, nếu đã quyết định, Vân Hải Thượng Nhân không hề do dự, chỉ thấy ni tâm chậm rãi nứt ra, một con côn trùng mập mạp toàn thân xanh biếc từ bên trong chui ra. Sau đó lục quan chợt lóe, sau một khắc liền xuất hiện bên người khô lâu quái, trong không gian lực lượng cường đại áp chế không ngờ đối với vật ấy không hề có tác dụng nhưng lập tức liền bị khô lâu quái cảm ứng được, không nhìn động tác như thế nào, liền đem côn trùng xanh biết nắm ở trong tay, muốn bóp nổ bóng phân cho tiểu thụ. Nhưng không đợi nó dùng sức, côn trùng đã tự nổ tung. Trong thân thể nho nhỏ phản phất tồn tại năng lượng vô cùng vô tận, lục quan bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt uy năng phát ra khiến cho không gian giam cầm chi lực đều buông lỏng một ít. Trần Lâm thấy thế, hai mắt trợn lên, phun ra một mụn máu tươi lên mấy tấm phù lục trong tay phù lục hóa thành mấy đạo huyết quang bắn về phía vết nứt không gian lực chú ý của khô lâu quái bị côn trùng tự bạo quấy nhiễu cũng có thể là cũng không thèm để ý mấy tấm phù lục có uy năng nhỏ yếu chỉ là tùy ý vung lên đem lưu quang của mấy tấm phù lục đánh tan nhưng vẫn có một đạo lưu quang từ vết nứt không gian chui ra ngoài khô lâu quái từ trong trùng kích xanh biết tự bạo kịp phản ứng lập tức phẫn nộ không thôi cốt trưởng xa xa trảo một cái liền đem trần lâm cùng vân hải thượng nhân cùng với từ tố lan đều hút lên sau đó không chút khách khí liền muốn bóp nát thành phân bón cho tiểu thụ. Trần Lâm, biện pháp của ngươi đâu, ba người bị cốt trưởng khổng lồ bóp thành một cục, Vân Hải Thượng Nhân phát ra tiếng kêu gào cuồng loạn. Trần Lâm cũng lộ vẻ thấp thỏm, không biết Diệp Lạc có thể nhận được tin tức của hắn hay không, lại có thể kịp phản ứng hay không. Sở dĩ con khô lâu quái này sống lại là vì bị Diệp Lạc triệu hoán dẫn đến, chỉ cần đối phương ngưng triệu hoán, hẳn là có thể làm cho đối phương khôi phục trạng thái lúc đầu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, thực sự không có cách nào, chỉ có thể thử một lần. Nhưng hắn ngược lại không hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì phục sinh quyển trục đã lưu lại càng nguyên thành, mà trước mắt vết nứt không gian này, cùng cấp với bắc hoang đại lục giáp giới, không có hàng rào giới diện, nếu mình bị bóp chết, hẳn là có thể ở trong quyển trục phục sinh. Thấy Trần Lâm trầm mặt không tiếng động, gương mặt Vân Hải Thượng Nhân trở nên dữ tợn, khe hở mi tâm lần nữa hiển hiện, tự hồ còn có ác chủ bài gì đó nhưng đúng lúc này khí tức khủng bố trên người khô lâu quái bỗng nhiên biến mất sau đó hào quang lóe lên một lần nữa biến thành trạng thái mini treo ở trên nhánh cây ba người đồng thời ngã xuống đất trần lâm cảm thấy lực giam cầm yếu đi nhìn thoáng qua vết nứt không gian đã biến mất tiếc núi thầm than một tiếng nắm lấy từ tố lan liền bay vút về phía thông đạo vân hải thượng nhân mắc lộ vẻ kinh hãi không biết trần lâm dùng thủ đoạn gì nhưng lại cảm thấy càng ngày càng đoán không ra ngọn nguồn của người này do dự một chút hắn không đi theo trần lâm mà là từ phương hướng hắn đi vòng trở về trần lâm một mực lưu ý đối phương thấy thế trong lòng buông lỏng nếu như đối phương theo tới hắn thật đúng là do dự có nên tiên hạ thủ vi cường hay không dù sao đối phương khẳng định biết hắn có vấn đạo thạch khó tránh khỏi không có tâm tư khác hiện tại xem ra đối phương hẳn là cũng nghĩ đến điểm này vì tránh cho hiểu lầm cho nên không có đi theo hắn giao tiếp với người thông minh có đôi khi rất mệt mỏi có đôi khi cũng rất thoải mái. Lần này không có lại xuất hiện khó khăn trắc trở gì, Trần Lâm một đường xông ra cửa động, vẫn không dừng lại, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi không gian dưới đất này. Ném một túi linh thạch cho người bạch sa ban canh giữ lối ra, sau đó dẫn từ tố lan biến mất trên biển rộng mênh mông. Một năm sau, trong một không gian dưới đất nào đó dưới hải vực, Trần Lâm nhìn phá giới bàn khôi phục năng lượng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng làm không tệ, dọn dẹp một chút rồi rời đi, nhìn thoáng qua từ tố lan trước mặt, gật gật đầu lộ ra vẻ tán thưởng. Nếu như không có Vân Hải Thượng Nhân phát hiện thân phận của hắn, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đi từ gia, trước tiên chữa khỏi thương thế cho phụ thân từ tố lan, sau đó để cho hai cha con đối phương cùng nhau chiết xuất không gian linh thạch. Nhưng nếu Vân Hải Thượng Nhân phát hiện hắn và từ tố lan, vậy từ gia tuyệt đối không thể đi, cho nên chỉ có thể ẩn nấp để cho đối phương tự mình chiết xuất. Cứ như vậy tốc độ liền chậm hơn rất nhiều, nhưng đối phương ngày đêm không nghỉ, cuối cùng là trước khi thánh thuyền bạch cốt xuất hiện đã chiết xuất xong tất cả linh thạch, cả người cũng đã ngao đến mức da bọc xương. Tiền bối, hiện tại có thể đi cứu phụ thân ta sao, giọng nói của từ tố lan suy yếu, có chút lo lắng Trần Lâm không tuân thủ hứa hẹn, dù sao hai người cũng không có ký kết linh khế gì, thực lực của nàng thấp kém, cũng không làm gì được đối phương. Trần Lâm thu phá giới bàn lại, cười cười nói, không cần lo lắng chuyện ta đáp ứng là sẽ không đổi ý bất quá lại không thể đi trụ sở gia tộc các ngươi lên bờ dò xét tình huống trước rồi mới định đoạt đi hắn không định trực tiếp dùng phá giới bàn phá giải rời khỏi tuy nói ở đây phá giới tỷ lệ đại khái sẽ tiến vào trong tinh nam giới nhưng cũng có khả năng rơi vào giới diện nguy hiểm khác nếu như có thể có không gian thông đạo chuẩn xác có thể rời đi vậy vẫn là tận lực không nên sử dụng vật này cho thỏa đáng Khoảng cách đến lúc Thánh thuyền Bạch cốt xuất hiện còn hơn nửa năm, hắn dự định trước tiên dò xét một chút xem tu sĩ khác trong một năm này có phát hiện thêm gì mới hay không, sau đó mới quyết định có sử dụng phá giới bàn hay không. Trần Lâm biến hóa dung mạo một chút, sau đó lấy ra một cái túi không gian, bỏ vào trong ánh mắt giật mình của Từ Tố Lan. Ngụy Trang một phen, tổng trên lưng, hóa thành một đạo độn quang bay thẳng đến phương hướng Đại Lục. Mười mấy ngày sau, trần lâm trần trọc tiến vào mấy thành trì tương đối lớn nhưng lại không có ai biết tin tức mình thường lui tới thánh sơn hiển nhiên là vân hải thượng nhân cũng không tuyên dương ra bên ngoài vô luận đối phương xuất phát từ mục đích gì giữ bí mật này đối với hắn mà nói cũng không tệ tối thiểu nhất làm việc thuận tiện một ít lại tìm hiểu thêm một chút thời gian cũng không có tin tức liên quan tới không gian tiết điểm xuất hiện trần lâm rốt cục buông xuống chờ mong tìm một chỗ bí mật gần đại liễu thành đem từ tố lan thả ra được rồi ngươi tự do, nơi này có một ít đan dược đủ để phục hồi thương thế của phụ thân ngươi, còn có một viên thất tinh đan, coi như trong khoảng thời gian này hạn chế bồi thường của ngươi đi. Trần Lâm lấy ra một ít sinh hồn đan cùng một viên thất tinh đan giao cho đối phương, cười mở miệng. Phụ thân của đối phương chỉ là bị khí âm hàng ăn mòn dẫn đến bản nguyên bị hao tổn, không cần hắn tự mình ra tay trị liệu, sinh hồn đan như vậy là đủ rồi. A, à, từ tố lan sửng sốt một chút sau đó lập tức cầm đan dược trong tay cẩn thận kiểm tra đáng tiếc nàng cũng không quen thuộc sinh hồn đan cũng không nhìn ra có thể cứu chữa thương thế của cha nàng hay không nhưng mà thất tinh đan nàng lại nhận ra vị trần tiền bối này cho nàng thế mà còn là một viên tứ văn nếu có thể lấy ra bảo vật tứ văn thất tinh đan để đền bù vậy đan dược chữa thương hẳn là cũng sẽ không giả từ tố lan lập tức thi lễ nói đa tạ tiền bối ha ha không cần đa lễ đây chỉ là giao dịch mà thôi. Trần Lâm khoát tay áo, sau đó trầm ngâm một chút, nói, ngươi có biết, giới diện phương diện này chỉ là một đạo vực của tu sĩ đại thừa, cũng không phải là đại thiên thế giới chân chính, từ Tố Lan không biết dụng ý của Trần Lâm, thành thật trả lời, biết một chút, trong điển tịch của tộc có ghi chép về phương diện này, còn có thánh thuyền bạch cốt, vãn bối cũng biết. Trần Lâm nhẹ gật đầu, gia tộc đối phương mặc dù nhỏ, nhưng truyền thừa cũng coi như lâu đời, loại sự tình này cũng không tính là bí ẩn gì, đối phương biết rõ cũng rất bình thường. Hắn mở miệng lần nữa. Đã như vậy, ta cũng liền không quanh co, ta lập tức liền muốn rời đi giới này, ngươi có bằng lòng cùng ta rời đi không? Nói xong, dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía đối phương. Thiên phú không gian của nàng rất có tác dụng, chỉ cần tinh luyện năng lực không gian linh thạch, liền có ý nghĩa trọng đại đối với hắn. Cho dù ở ngoại giới, muốn thu thập được không gian linh tinh cũng là vô cùng khó khăn, mà cực phẩm không gian linh thạch lại dễ dàng thu hoạch được rất nhiều, không có đối phương. Hắn lần này dùng phá giới bàn xong, muốn khôi phục năng lượng bảo vật một lần nữa, còn phải phí một phen trắc trở. Sắc mặt từ tố lan biến hóa không chừng, trầm mặt không nói. Trần Lâm thấy thế thở dài một tiếng, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Dưa hái xanh không ngọt, năng lực của đối phương tuy hữu dụng, nhưng cũng chưa tới mức không dùng không được. Nếu như dùng thủ đoạn cường ngạnh cưỡng ép mang đi, đối phương tất nhiên sẽ sinh ra tâm lý oán hận hắn cũng không muốn thời khắc khách mang theo một người cừu thị hắn bên người từ tố lan há miệng ngẩng người một hồi sau đó cẩn thận cất kỹ đang dược biến môi bay về phía thành đại liễu sau đó trần lâm lại tìm một phường thị cỡ lớn bán hết những mảnh xương hắn lấy được ở trong thánh thuyền bạch cốt đi những thứ này giữ lại thì vô dụng mặc dù cầm ra bên ngoài chắc chắn có thể bán được với giá tốt hơn nhưng hắn luôn cảm thấy những mảnh xương này rất tà môn nên đã trực tiếp xử lý hắn vẫn chưa nghiên cứu rõ ràng hai loại di vật kia của độc nhãn quỷ bà móng tay sắc bén không thể thu vào túi trữ vật không phải là không có khả năng tồn tại linh thể vì phòng ngừa ở lúc phá giới sinh ra tai họa ngầm dứt khoát dùng phần liên chân hỏa nung một phen sau đó trực tiếp ném vào trong biển cuối cùng trần lâm đứng trên một đỉnh núi cao lần nữa nhìn thoáng qua giới diện đặc thù này kích phát phá giới bàn bởi vì tu vi chỉ có kim đan kỳ cường độ pháp lực không cao cho nên trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ mới kích phát được phá giới bàn vô số ký tự huyền ảo bay lên từ phá giới bàn tạo thành một đồ án bát quái trên không trung hắn không do dự cầm phá giới bàn chui vào trong bát quái đồ tinh nam giới nguyệt huyền sơn là một sơn mạch loại nhỏ không đáng chú ý ở phía đông tinh nam giới nhưng vì có một linh mạch cỡ lớn trung phẩm còn có tài nguyên địa hỏa không tệ cho nên hấp dẫn không ít thế lực nhỏ chế tạo trụ sở, cũng có rất nhiều tán tu tụ tập ở đây. Nhưng tuyệt đại đa số đều là tu sĩ cấp thấp, ngay cả kim đan chân nhân cũng lác đác không có mấy, nguyên anh một người cũng không có. Trần Lâm chấp tay sau lưng đi vào trong phường thị, một bên nhớ lại tin tức tìm hiểu được, một bên suy nghĩ kế hoạch sau này. Lần này vận khí thực sự không tệ, chẳng những thuận lợi rời khỏi di tích đạo vực của Bạch Cốt Thánh Quân, còn rơi vào trong một hoàn cảnh an toàn như vậy, cũng không hề ngoài ý muốn đi tới tinh Nam giới. Tinh Nam giới và tinh Bắc giới cứ 60 năm lại liên kết một lần, vì vậy muốn về tinh Bắc giới cũng không phải tuyệt lộ. Nhưng hắn tạm thời không định trở về, đầu tiên phải tìm kiếm tung tích Lạc Thanh lang ở đây, hơn nữa tài nguyên tu luyện ở tinh Nam giới còn nhiều hơn tinh Bắc giới, linh khí cũng dồi dào hơn. Thậm chí bên này cũng không bị con mắt lớn màu đỏ tươi kia ảnh hưởng nhiều, vô luận là ban ngày hay đêm tối đều không có khí tức tà ác tồn tại vùng đất tà ác đã ít lại càng ít hoàn cảnh tu luyện như vậy mới là ước mơ tha thiết của hắn không cần lo lắng đề phòng cả ngày đối mặt sinh vật quái dị không cần chém chém giết giết dựa vào năng lực thiên phú của hắn càng sẽ không thiếu tài nguyên có thể đặt tất cả tinh lực ở trên việc tu luyện đi một vòng trong phường thị trần lâm liền thuê một động phủ bắt đầu bế quan tu luyện hắn muốn trước tiên khôi phục tu vi đến nguyên anh cảnh, sau đó lại tìm điểm dừng chân tốt hơn. Hiện tại hắn sẽ ở nơi này đối phó một chút, dù sao hắn tu luyện chủ yếu dựa vào đan dược, yêu cầu đối với linh mạch cũng không cao. Thương hải tan điền, tuế nguyệt biến thiên. 50 năm, đối với tu tiên giới mênh mông mà nói, chẳng qua chỉ là bốn ngón tay một cái, không sinh ra được bao nhiêu gợn sóng. Một ngày này, trên một ngọn núi mây đen áp đỉnh, tiếng sấm nổ vang. Tu sĩ trong động phủ nhao nhau chạy ra, tránh né về phía xa. Mà tu sĩ ở phía xa thì chạy vội tới, trên mặt kinh ngạc tìm kiếm lôi kiếp do động phủ nào dẫn tới, hoặc nhìn thanh thế còn không kém. Là ai đang đổ kiếp, một nam tử trung niên tóc dài hiện ra, nhìn về phía kiếp vân trên bầu trời, có chút kinh nghi bất định. Người quản lý động phủ chạy tới trước một bước lập tức tiến lên hành lễ. Gặp qua chu chân nhân, độ kiếp hẳn là tu sĩ 15 động phủ giáp. Vãn bối vừa mới tra xét một chút, đối phương là tán tu 50 năm trước thuê động phủ, kỳ hạn thuê chính là 50 năm, lúc ấy tu vi đối phương ở trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ sao, đó là muốn xung kích kim đan sao, nam tử tóc cục nhìn thoáng qua động phủ Trần Lâm, lại nhìn kiếp vân càng ngày càng kinh khủng. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Không tốt, đây là thiên kiếp Nguyên Anh, Toàn bộ tu sĩ lập tức lui về phía sau, khởi động đại trận hộ sơn, nghe được lời hắn ta, toàn bộ tu sĩ đều kinh hoảng lui về phía sau, trong chớp mắt đã chạy sạch sành sanh. Nguyên Anh Thiên Kiếp cũng không phải là náo nhiệt gì đáng xem, tùy tiện một chút dư âm đánh vào trên người, bọn họ đám tu sĩ cấp thấp này phải hồn phi phách tán. Lúc này, lại có một tu sĩ kim đang tuổi già đi tới, rơi vào bên cạnh nam tử tóc buộc tóc. Người nào lại ở chỗ này đột phá Nguyên Anh? thật không thể tưởng tượng nổi, điều tra rõ ràng thân phận chưa, lão giả kinh ngạc mở miệng. Tu sĩ Kim đang đột phá nguyên anh là chuyện cực kỳ quan trọng, người nào mà không phải làm chuẩn bị chu đáo, lựa chọn nơi có cực phẩm linh mạch để tiến hành đột phá. Người này chẳng những lựa chọn nơi chỉ có trung phẩm linh mạch, hơn nữa còn ở trong động phủ bình thường, ngay cả đại trận phòng ngự cũng không có. Nam tử trung niên lắc đầu, nói: "50 năm trước người này thuê động phủ sau đó cũng không có đi ra ngoài, hơn nữa lúc ấy là dùng thân phận tu sĩ trúc cơ thuê lại, chắc hẳn là lão tu sắp hao hết thọ nguyên, không cam lòng cho nên liều một phen cuối cùng đi, lão giả nghe vậy giật mình. Như vậy có thể thuyết phục, tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ trở lên trước khi thọ nguyên hao hết, mặc kệ có hy vọng hay không, đều sẽ dành một lần, bất quá loại tình huống này khả năng thành công gần như không có. Nếu kỳ tích dễ dàng xuất hiện như vậy, vậy sẽ không được gọi là kỳ tích lập tức, lại có mấy đạo thân ảnh phi động tới, đồng thời đạo kiếp lôi thứ nhất cũng ầm vang rơi xuống. Trong động phủ, Trần Lâm dù bận vẫn ung dung đứng lên, một tay cầm huyền vũ thuẫn, một tay nắm lôi đình kiếm, bay ra khỏi động phủ chủ động đón nhận thiên kiếp, với tích lũy hiện tại của hắn, thiên kiếp nguyên anh căn bản không có bất kỳ nguy hiểm gì với hắn, ngược lại có thể để cho hắn lợi dụng rèn luyện thân thể cùng lôi đình kiếm, hơn nữa hắn là trọng tu, tất cả trình tự đều là xe nhẹ đường quen, cũng sẽ không xuất hiện khả năng thất bại. Tu sĩ đứng ngoài quan sát đều bị một màn này làm cho sợ ngây người, tu sĩ độ kiếp như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Mấy đạo lôi kiếp trước đó, Trần Lâm thậm chí còn không có rơi trên mặt đất, cũng không có vận dụng huyền vũ thuẫn, liền dùng thân thể ngạnh kháng, chỉ có đến lôi kiếp màu vàng cuối cùng, mới hơi chút trịnh trọng. Nhưng cũng chỉ dùng huyền vũ thuẫn cản một chút, liền nhẹ nhõm đón lấy. Tiếp theo đó, tâm ma kiếp càng nhẹ nhõm vượt qua. Chờ đến khi trở về động phủ, Nguyên Anh đã ngưng tụ thành công một lần nữa, tất cả tu sĩ quan sát đều lộ vẻ mặt khác thường, người này cũng không biết lai lịch gì, độ kiếp dễ dàng như ăn cơm uống nước, chắc hẳn thủ đoạn không giống bình thường, mà nơi này xuất hiện một Nguyên Anh chân quân, thế lực cách cục trong Nguyệt Huyền Sơn có thể sẽ phát sinh biến hóa trọng đại. Nếu như đối phương là người thích quyền thế, tất cả thế lực đều bị nhét vào khống chế cũng không phải là không có khả năng. Thấp thỏm nhất, chính là mấy môn phái cỡ lớn có được kim đan chân nhân bọn họ bình thường đã quen hưởng thụ cũng không hy vọng đến một người đè đầu cưỡi cổ nhưng bọn họ biết loại chuyện này không phải do bọn họ làm chủ ý chí của tu sĩ nguyên anh không phải thứ mà những tu sĩ kim đan như bọn hắn có thể chống lại trừ phi không muốn sống nữa thế nhưng mấy ngày sau chúng tu sĩ kim đan thương nghị một phen quyết định chủ động bái phỏng thời điểm thăm dò ý tứ lại phát hiện động phủ đã người đi nhà trống không có một bóng người vẫn là khó chịu a, à, sốt cao 2 ngày, sốt thấp 3 ngày, không biết lúc nào mới có thể khỏe lại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.